Alo, cái đó cái đơn Nguyễn Hồng. Dạ. Rồi sao với cái đó, cái trường hợp đó xong báo anh Ngân xử lý cái vậy đó. Sáng ủa chứ tao có thấy ai kết bạn Zalo đâu bà nội. Em làm tháng này sống liên quan gì vậy? Không 0908038011. Không 867701. Tự nhiên các bạn mô có tào lao. Nói như đúng rồi vậy trời ơi là trời. Cái chị cái điện thoại để mai thảo dung rồi. Bực quá, xả lỗ, nghỉ, mai đi Mỹ. Giờ đến thời kỳ nó thèm ngọt lại rồi, nó rất là thèm ngọt luôn. Nó thèm một cái gì mà ngọt. nó tự tao xin lật mặt này đá hết vô họng á luôn á. Tao vừa nói ô trời thèm ngọt quá, nó nhận hết vô luôn, sợ tao xin ăn hay gì á. Trời ơi là trời, tao quỳ xuống tao lại mày tha giùm tao được không. Nó lật mặt nó nhắc tới cái điểm nào còn hơn con ri nữa. Là người ta giật ta ăn liền hay sao á, không kịp ăn hay sao á, nó nhận một phát là không còn một cái gì vô miệng luôn. Thiệt á, tao cũng lại như Dung nha. Thiệt chứ, trời ơi con Thảo thấy còn sản luôn mà. Thì kênh nó mấy. Thiệt chứ, tao vừa nói trời ơi chị thèm ngọt quá, tao có nói nữa thôi à. Nó nghe còn miếng bánh lật đật nhét. Nhét gì mà nhét sản ra. Nó sợ chị xin ăn hay răng mà nhét mà. Trời ơi là trời. Cái gì vậy Dung rờm ha. Thiệt luôn á. Nồi hấp 3 tầng á hả? Nồi hấp 3 tầng á hả? Nồi hấp 3 tầng thằng sale rồi đó. Sale lỗ luôn rồi đó. Rồi bây giờ các chị chia sẻ live stream. Ôi trời có mấy cái set gì mà đẹp quá vậy. Trời ơi cái set hồng của bé đẹp dữ rồi. Cưng dữ rồi. Trời ơi cái set Quảng Châu đẹp nhất nách chưa. Trời ơi sao xét Quảng Châu đẹp dữ vậy. À cái này là một cái đầm của bé, xong cái kia là khoác bên ngoài nữa hả. Trời ơi là trời, xét đẹp xịn sò như ri đây, chịu không nổi luôn mấy chị ơi, quá đỉnh luôn. Bé này cỡ 25-27kg hiểu rồi, là nó khoác thêm cái này bên ngoài nữa ha. Rồi xét này đúng là hàng Quảng Châu luôn, đúng xịn luôn, hàng Quảng Châu đúng xịn luôn. Áo hot đi hả? Nồi hấp 3 tầng hay nồi hấp nào tiếng kim ơi. Hết đi còn ít em. Hết đi còn ít nha. Rồi một cái set hồng này mấy chị nè, Hoàng sale đầu live stream cho mấy chị luôn nha. Giá là 39.000 luôn. Rồi set hồng 39 cỡ tầm 25kg trở lại mặt vừa. Đẹp xuất sắc luôn. 25-26kg mặt vừa set hồng 39.000. Hàng Quảng Châu quá đẹp luôn. Noel mà cho bé thôi chứ đỉnh luôn. Hàng đẹp mê luôn. Có 2 set nha. Có 2 set thôi 39.000. Một set thì bé cỡ 15. Còn một á quên, một set thì bé cỡ tầm là 25. Còn một set thì bé tầm cỡ 17 nha. Một set
set 17 kg và một set là 35 kg. Rồi, rồi quá đẹp luôn, dao tay mà nó bằng chừng này cho nó mặc thì thôi chứ đỉnh ha. Quá đẹp. Set 39 ok cho chị Tươi Hoàng, xíu nữa mình mua trà sữa mình uống mình đừng cho con Dung rờ muốn. Ta vừa nói, ôi trời chị thèm ngọt quá. Cái tổ không còn miếng mua luôn. Chị Tươi Dung rờ. Set hồng 15 kg đó mấy chị, hồi còn một cái set hồng 15 kg nè. Ủa chứ ghé kiểu chi mị mị đó. Gọi khỏi khách chưa? Gọi rồi mất 27 mà. Có lưu ghi chú lại không? Không chạm nhắn nữa. Hai chạm. Hồng 17 kg ok cho Thanh Hồng 39 ngàn. Phải chi mà tao biết nhà đó ở đâu, góc ở nhà nó không quá. Chị em với con Dung Trần. Nè hấp 3 tầng hình như còn 1-2 cái thằng sale rẻ mấy chị mua dùng nè. Lồng đèn hết rồi. Rồi mấy chị nè, cái nồi hấp 3 tầng hình như còn 3 cái nha, thằng sale rẻ mấy chị luôn. 115 ngàn. 115 ngàn luôn, sale luôn. Nồi hấp 3 tầng hàng xịn nha. Rất là dày xịn luôn. Rồi 115 ngàn chốt đơn đi với Hoàng. Nồi hấp 3 tầng 115 chốt đơn đi với Hoàng nha. Dầu gội bưởi bao nhiêu vậy chị hả? Rồi bưởi là mấy đó. Mấy áo thun xanh trong phía sau có bán lẻ không em? Dạ kìa có chị, bán lẻ bán sỉ tùm lum hết. Rồi mấy chị, bây giờ mấy chị chia sẻ livestream lên trước với Hoàng đi. Hoàng phải đi xả đồ trước rồi nè. Nồi hấp là 3 tầng đó, thằng xe 115 nha. Chị nào lấy chốt đi với Hoàng là nồi hấp 3 tầng. Một cái áo hot đi hồng nè của khách nè. Rồi thằng xe 35 ngàn. Hot đi đây nha. Rồi chị nào lấy chốt Hoàng là hot đi 35. Hot đi này là từ 40 kg đến 70 kg mặc vừa luôn á. Rồi một cái hoodie trắng chữ là 35 luôn nè. Hàng này của khách không đủ đơn mà xả ra nha, chứ không bao giờ có rồi mấy chị nha. Hoodie là hết rồi, là hết sạch sẽ rồi. Sale 35 ngàn là tụt quần luôn. Rồi một cái trắng chữ, một cái hồng lợt nha. Một cái trắng chữ, một cái hồng lợt. Chị nào lái chốt với Hoàng quá rẻ luôn. Hồng ok 35 cho Nguyễn Phụng nè. Nhà mình còn sót cái hoodie nè, không em đem ra xả luôn cho khách nha. Rồi cái set của bà bé nhóc dễ thương chưa, hồi treo lên. Trắng 35 ok cho Nguyễn Phụng luôn. Cái hồng đó mình còn không Thảo? À, hồng Hoàng hết rồi mấy chị ơi. Trắng chữ hồng lợt là Hoàng còn trắng chữ cho Nguyễn Trang nhỏ thôi nha. Trắng chữ cho Nguyễn Trang nhỏ. Rồi chị nào lấy trắng chữ chốt trắng chữ. Trắng chữ còn cái nào không em? Trắng chữ nè. Rồi 35 ngàn là sale lỗ tụt quần luôn. Rồi chị nào lấy chốt nhanh đi với Hoàng là trắng chữ còn một cái nữa, chị nào lấy chốt đi với Hoàng nha. Rồi Hoàng có màu này là màu xám chữ nè, còn màu xám này đẹp nè, nam nữ mặc được luôn. Trắng chữ còn một cái, chị nào lấy chốt Hoàng là trắng chữ nha. Màu hồng thì có một cái bị hết rồi, trắng chữ lên với Hoàng. Cái này là xám chữ mấy chị nè. Màu hồng hết nha, xám xám. Xám này là nam nữ mặc được luôn. Form 40-70 luôn. Chị nào lấy xám chữ chốt lên với Hoàng là xám chữ 35 ngàn. Áo hot đi mà xả 35 là xả lỗ nha. Chị nào lái chốt Hoàng là xám chữ. Màu trắng thì Hoàng còn một cái duy nhất thôi. Chị nào lái chốt Hoàng là trắng đi. Rồi chị nào lấy màu xám chốt Hoàng màu xám, cái này của khách không đủ đơn xả ra nè. Rồi chị nào lấy mấy chị chốt đơn lên với Hoàng nha. Chị nào lấy comment lên với Hoàng. Màu xám 35 ok cho Huỳnh Hương. Màu xám là màu dễ thương nhất và dễ mặc đồ nhất á. Màu xám chị nào lái chốt Hoàng là xám chữ 35 ngàn. Lấy chị. Dạ rồi đợi xíu chị, em chưa like chị. Rồi chị nào lấy mấy chị chốt đi giúp Hoàng là xanh 35 nha. Chị nào lấy xanh 35 mấy chị chốt đơn đi giúp Hoàng là xanh này 35. Rồi Hoàng like mấy cái hết đi này xong cho nó hết rồi qua mẫu luôn mấy chị nè. Xanh này 35 ngàn nè. Đỏ đô 35 ngàn này chạm hết đi, nhưng mà cái này nó không có nón nha. Rồi đây, đỏ đô 35 ngàn chốt đơn đi giúp Hoàng. Rồi Hoàng có một cái hồng hả? Hồng nón hả? Hồng nón có một cái hả? Hồng nón nha. Rồi cái này là màu hồng đậm nè, nó có nón nha, 35 luôn. Nói chung là áo hết đi là bây giờ sale sạch cho mấy chị, đồng giá 35 ngàn hết luôn nha. Xám chữ là ok chị Xinh Trần nè. Rồi cái này là hồng nha, hồng 35 ngàn. Rồi tiếp tục màu vàng 35 nè, khách không đủ đơn xả rẻ luôn chứ 35 là bán lỗ luôn.
Rồi chị nào lấy chốt hoàng là vàng 35.000, đẹp ơi là đẹp luôn, áo hết đi này là khỏi chê luôn nha. Và màu cam tây 35, màu cam tây 35.000, chị nào lấy chốt đơn đi chú Hoàng rồi đủ màu hen. Chị nào lấy màu nào comment lên nha. Rồi bây giờ chị nào thích áo phông rộng ở đằng sau là bắt đầu hằng lên luôn, cái đó là áo phông rộng tay lỡ đúng không? Xanh là ok cho chị xinh trần. Áo thun phông rộng tay lỡ nhân viên em nó phối lên đó mọi người. Nó phối lên đồ, lên bộ, lên này kia. Chứ nó là cái form rộng tay lỡ em chuẩn bị like này. Bây giờ cái form rộng tay lỡ này em sale cho mấy chị đồng giá là 25.000 luôn. Dạ em cảm ơn chị Hằng Nguyễn nha. Giờ em xả lỗ cho mấy chị 25.000 luôn. Xả lỗ 25.000 luôn nha. Rồi. Cái gì đây? Rồi cái gì đây bà đội? Rồi có cái túi luôn. Quá đẹp luôn. Rồi chị nào lấy áo loan chốt hoàng loan 25. Đây. Có tặng thêm cái túi như vậy nha, một cái túi sắt đó. Rồi loan 35.000, chốt đơn đi chú Hoàng là loan 35 nha. Rồi màu cam cho Phượng Kim. Rồi màu xanh cho chị Linh Thùy. Loan 25 cho chị Hằng Nguyễn. Trắng chữ là cho Vân Kiều. Rồi áo hot đi mà em sale vậy lỗ mấy chị nha. Hàng phô rộng tay lỡ thì đợi xíu em like, đợi xíu em like. Bây giờ em lên nè. Em đồng giá hết luôn mấy cái này 25. Cái này là 25 luôn hả? Luôn ở đây hoang hả? Rồi chị nào lấy với chị chốt hoàng là sọc cam 25.000. Trời ơi, áo này đẹp thiệt luôn ha. Chốt vải xịn ha. Rồi sọc cam 25 mấy chị chốt đơn đi giúp em. Sọc cam 25 nha. Rồi cái này mấy chị chốt đi giúp em là trắng chữ 25. Phôm này là 40-65. Phôm rộng tay lỡ này là 40-65 ký mặc được nha. Rồi trắng chữ 25.000. Sọc cam 25 cho chị Hằng Nguyễn. Trắng chữ 25 luôn. Rồi chị nào lấy chốt em là loan đen 25.000 luôn. Em sale hết cho mấy chị luôn. Chị Hằng Nguyễn có trắng chữ luôn. Rồi hàng này là quá đẹp luôn. Loan đen 25 cho em. Đỏ tay dài 25. Form này 40-65kg mặc được hết mấy chị nha. Rồi 40-65kg mặc được. Cái này mấy chị chốt em là tím nè. 40-65 luôn, 25 luôn. Em sale hết 25.000 hết luôn. Rồi tiếp tục là sọc đỏ 25.000 mấy chị nè. Sọc đỏ Adidas 25 luôn. Rất là nhiều đồ này. Trắng. Cái này nó hơi bị bụi xíu chỗ này rồi, thôi để chị mang luôn. Mất công, bụi rồi thì mất công. Loan xanh mấy chị này. Loan xanh này nó có cái túi kèm theo này. Loan xanh 25.000 luôn. Loan xanh 25.000 luôn nha mấy chị nha. Loan đen là ok chị Phượng Kim 25. Giờ gọi em bé em hết chưa về lại mấy chị ơi. Rồi cái này là loan xanh này 25 luôn. Áo là em đang đồng giá cho các chị 25.000 hết luôn. Sọc đỏ ok. Sọc đỏ là cho Nguyễn Phụng ok. Loan xanh 25 nha. Loan xanh 25. Cái này là loan vàng 25 nè. Mấy cái loan này là nó đi kèm theo cái túi đựng nữa mấy chị nha. Túi đựng luôn. Tím là cho chị Trần Hy 25. Khách mới cho em xin thông tin. À mà cái tím này đẹp ha. Rồi loan vàng nha. Loan xanh nha. Đỏ tay dài nha. Rồi cái này là loan hồng này 25.000, hàng theo ri luôn. Nó có tặng kèm cho mình một cái túi xách như vậy nè. Quá đẹp luôn. Xanh 25 hả? Xanh 25 là loan xanh đúng không? Chị Nguyễn Hồng ok nè, 25.000 nè. Rồi cái này là loan hồng cho em. Có tặng kèm cho mình một cái túi đi kèm nha. Mà cái này là theo không? Đẹp ơi là đẹp luôn. Rồi chị nào lấy chốt đơn đi giúp em nha. Rồi cái form này là cỡ tầm 45kg mặt vừa nè. Rồi em sale mấy chị 25.000. Sọc hồng 25 nha. Loan hồng 25 là ok cho chị Hằng Nguyễn nè. Loan hồng có tặng một cái túi nè. Cái này mấy chị chốt em là sọc hồng 25 là từ 30kg cho đến là bé cỡ tầm 48kg thôi nha. Cái bò sữa này, cái áo này nó hơi bụi nhẹ xíu nè. Em sale mấy chị là 20.000. Chị nào lấy chốt em là bò vàng 20. Bò vàng 20.000 mấy chị chốt đơn đi giúp em nha. Trời ơi, quá dễ thương ha. Cái này là cỡ 57-58kg mặt vừa. Mấy chị chốt em là hồng theo 25.000. Hồng theo 25.000 nha. Em còn một cái trắng chữ nữa nè. Đó cũng giống như ở trên kia treo thôi. Rồi chị nào lấy chốt em là trắng chữ 25 luôn. Trắng chữ 25 chốt đơn đi giúp em. Áo này mà đồng giá 25.000 quá rẻ luôn. Theo tục quần luôn. Rồi chị nào lấy chốt em là sọc hồng 25.000. Kẹo chuột chưa có em ơi. Sọc hồng 25. Sọc hồng 25.000 mấy chị chốt đi chú Hoài nha. Cái này là sọc đen 25.000 nè. Toàn là áo thun mà xịn ơi là xịn, đẹp ơi là đẹp luôn. Sọc đen 25 nha.
Nay em lớn tuổi rồi, chuyện rồi, tối tối cho em. Đâu có thun nam đâu. Sọc hồng 25 ok cho Hoa Nguyễn này. Rồi khách mới cho em xin thông tin nha. Sọc đen ok cho chị Hằng Nguyễn này. Hoàng Tuấn ơi, em không có áo nam đâu chị ạ. Rồi chị nào lái chốt em là hồng chữ nha. Phone này 46-5. Trắng chữ ok nè. Trắng chữ cho Vân Nguyễn nè. Sọc đen hết rồi nè. Bò vàng ok cho Hoa Nguyễn nè. Sọc hồng ok cho Nhân Phương nè. Xét phía sau rồi, rồi ok ok, đợi em xíu em lên xét cho. Rồi chị nào lấy với chị chốt đi giúp em nha. Hồng 25.000, hồng 25 ok cho Hằng Nguyễn nè. Ủa Nguyễn Hằng ơi, người ta giao đồ cho em chưa? Bên CNT nó giao đồ cho Hằng chưa hả? Mới nghe nhân viên chị nói đơn hàng em đang tập trục trặc cái gì đó. Bên bưu cục nó giao đồ cho em chưa? Cái này mấy chị chốt hoàng là hồng theo nha, 25. Cái này là form rộng tay lỡ 40-65 nha. Rồi tiếp tục là một cái áo hồng chữ ok cho Vân Nguyễn. Chị vừa nói này hồng chữ hả? Mới nhận xong hả? Không, Hằng Nguyễn đó là không nói. Hằng Nguyễn ngoài Vĩnh Phúc á. Nguyễn Hằng ngoài Vĩnh Phúc á chị ạ. Rồi chị nào lái chốt hoàng là cam tay nha, 25.000. Cái này cỡ tầm 57kg trở lại, mặt vừa, màu cam tay sale 25. Màu cam tay sale 25. Em Hoàng còn một cái loan đen mấy chị nè. Loan đen nha, 25.000 luôn, chốt đơn đi nhú Hoàng. Rồi bây giờ Hằng lên cái set cho mấy chị luôn nè. Một cái set nè ha. Rồi set này giờ Hằng sale mấy chị luôn. Set này là giờ, cái này là 25 đúng không? Cái này là sale 25 luôn là 50. Một set nào Hằng sale 48.000. Cỡ 55kg trở lại mặt vừa. Chốt đơn đi chứ Hoàng là set trắng 48.000. Set trắng 48.000, cái này là chân váy da hàng Quảng Châu nha. Tờ là trời, set trắng 48. Cỡ 55kg trở lại mặt vừa. Set trắng 48 ok cho Hằng Nguyễn nè. Xét trắng 48 ok cho Hằng Nguyễn. Trời, cái xét này dễ thương chết luôn. Xét này dễ thương chết luôn. Rồi cái xét này là cỡ tầm là 45-48kg mặt vừa nè. 45-48kg mặt vừa mấy chị chốt hoàng là xét cam 48.000 luôn, sale luôn. Xét màu cam này 48.000. Từ 35kg đến cỡ tầm 48kg, 50kg mặt vừa xét cam đất nha. Rồi chị nào lấy mấy chị chốt đơn đi chú Hoàng. Của chị chuyến này sao lâu quá hả? Rồi dạ rồi ok chị Hằng Nguyễn xếp cam này 48 này. Rồi rồi đợi em xíu em sẽ nói nhân viên nó kiểm tra cho. Cái xếp vàng này mấy chị nè, em sale mấy chị 45 thôi. Xếp vàng này em sale mấy chị 45.000. Quần có quần bên trong nha, xếp vàng 45. Cỡ tầm 48-50kg mặt vừa, xếp vàng 45.000 cho em. Xếp màu vàng 45. Xếp vàng 45 nha, xếp vàng ok chị Hằng Nguyễn luôn. Rồi cái chân váy này hàng xịn sò của tôi XL. Cái này cỡ 55-57kg mặc được nè. Set này 55 mấy chị. Tại cái chân váy này Hoàng bán tới 30 mấy ngày rồi. Set này 55.000. Chốt đơn này giúp Hoàng là set 55 nha. Cái này là một cái quần váy mà size bự XL luôn. Cỡ 55-57kg mặc vừa luôn. Set vàng trắng này 55. Rồi ok cho chị Hằng Nguyễn luôn. Chị Hằng Nguyễn hốt hết luôn. Mấy chị cái chốt rộng quá, chị Hằng Nguyễn chốt hết luôn. Xét đỏ này em sale 48.000 luôn. Xét đỏ 48 luôn chị. Rồi xét đỏ 48.000. Comment cho em xét đỏ 48 nha. Quá đẹp luôn. Rồi em sale mấy chị luôn. Xét đỏ này 48. Xét đỏ này cỡ tầm là 54kg trở lại mặt vừa nha. 48.000 ok cho chị Hằng Nguyễn luôn. Rồi một cái váy đỏ này mấy chị này em sale luôn. Váy đỏ này cỡ 54kg mặt vừa. Váy đỏ này em sale 28.000 luôn. Hàng này 45.000, giờ em sale mấy chị 28 luôn. Váy đỏ 28.000 luôn nha. Hôm nay là em xả hết mấy chị ơi, xả sạch sẽ. Xét hồng này em sale mấy chị 48.000 luôn. Váy đỏ 28 ok chị Hằng Nguyễn. Rồi cái xét hồng này 48.000 mấy chị nè. Có quần bên trong luôn nha. Đây quần bên trong luôn. Xét hồng 48.000 cho Hoàng luôn. Chị nào lấy xét hồng comment xét hồng tan mạc đầy đủ đẹp. Xét hồng 48 nha mấy chị nha. Xét hồng ok cho chị Hằng Nguyễn luôn. Mấy chị kia không comment chị Hằng Nguyễn, chị lấy hết trơn vậy. Cái xét này dễ thương chết luôn. Xét ren này 55.000. Xét này là xét màu nu kem này 55.000. Cửa tầm là 54kg mặt vừa 55. Xét này 55. Set này 55.000, set nu này 55.000 nha. Set nu 55 ok chị Hằng Nguyễn. Ôi sao chị này chị khùng mới nhanh dữ người ta. Sao chị này chị khùng mới nhanh dữ vậy. Mấy chị kia không chưa thấy comment luôn. Rồi một cái đầm thiết kế mấy chị, Hoàng sale mấy chị rẻ luôn 35.000. Đầm thiết kế 35.
Chị mua áo không thấy gọi điện chốt đơn, Hải Hà. Kiểm tra đi em. Rồi chị nào lấy với chị chốt với chú Hoàng nha. Đầm thiết kế này là 35. Đầm thiết kế 35 ok cho chị Hằng Nguyễn. À, bây giờ cái bộ beo ngố này mấy chị, em xả rẻ mấy chị nha. Beo ngố này nè, hết đồng đủ đơn, giờ em bán tặng mấy chị là 25.000 một bộ đi. Bộ ngố này giờ em bán tặng mấy chị là 25.000 một bộ ngố nha. Bộ ngố này mấy chị có tin là em nhập vô 29-30 ngàn một bộ luôn. Form là 40 đến cỡ 60kg mặc vừa bộ ngố cho em nha. Em sale mấy chị là 25.000. Mấy chị khờ mấy cho em là bộ ngố đi. Mấy bộ là mấy màu chứ em không chốt được màu nha. Em không có chốt màu cho mấy chị yêu đâu. Cái này là em chỉ bán mấy chị là ngố 25.000 thôi. Chị nào lấy khờm em lên giúp em là ngố 25. Em xả lỗ luôn. 40 đến 60kg mặc vừa nha. Bộ ngố nha. Hàng là thun 3D xịn sò cao cấp luôn. Rồi chốt đơn lên giúp em là bộ ngố. Bộ ngố này em xem mấy chị 25. Chị nào lấy ngố thì khờm em giúp Hoàng là ngố thôi nha. Hoàng chỉ chốt với chị là bộ ngố thôi chứ không có chốt màu nha. Xả lỗ không chốt màu. Rồi mấy chị chốt đơn đi với Hoàng nha. Set trắng Hoàng còn một set trắng nữa nè. Set trắng này giờ sale mấy chị 48.000 luôn. Cái này cỡ 55kg mặt vừa. Set trắng 48 xả kho luôn mà. Giá nào cũng bán hết trơn. Hàng rất là đẹp luôn. Tay mạc là đầy đủ xịn sò nha mấy chị. Phải hàng tàu lao nha. Set trắng ok chị Hằng Nguyễn luôn. Mấy chị chốt chậm mới là nó hết chứ còn đâu. Rồi rồi. À áo nam là bên shop em bị hết rồi chị, nên mấy bạn nhân viên không có chốt cho chị được. À, mấy bạn nói là do trong cái khờ may của chị là có nam, nhưng mà kho em nó áo nam nó bị hết rồi, cho nên á là hàng của chị nó không đủ đơn á, nên chị mua thêm cái mẫu khác giúp em. Hai bộ ngố là cho anh Bích ok. Rồi 5 bộ ok cho chị Phương An. Rồi cái set này mấy chị nè. Set cam tay này cỡ tầm 54kg mặt vừa em sale là 48.000. Viên nghệ mật ong khi nào có chị em coi thử viên nghệ mật ong hay viên gì sau lưng chị, còn có viên gì Hà Thủ Ô hay viên gì cho chị sale đi. Rồi dạ ok chị Vân An. Cái này mấy chị chốt đơn đi giúp em là set cam này 48.000 cỡ tầm 55kg trở lại mặt vừa nha. Set cam cho em. Chị nào lấy set cam comment set cam giúp em nha. Rồi cái này mấy chị chốt đi giúp em là đầm đỏ thiết kế này em xem với chị 35.000. Đầm đỏ thiết kế 35.000 cỡ tầm 55kg trở lại mặt vừa. Trời ơi đẹp xuất sắc luôn. Đầm đỏ 35. Có áo chống nắng nam. Dạ không chị, nam mà chống nắng gì đâu chị. Mấy chị hỏi gì buồn cười vậy. Mấy ông nam mà chống nắng, bắt ổng mặc áo khoác thôi là ổng đã lười rồi. Ông nam nào mặc chống nắng mấy chị. Rồi ok nè Hằng Nguyễn nè, thiệt luôn á. Rồi đầm đỏ thiết kế 35 chị Hằng Nguyễn. Xét hồng này Hoàng sale mấy chị là 48.000 luôn. Xét hồng này 48.000 luôn nha. Trung bình mỗi món chỉ có 24.000 thôi á. Vừa bán vừa tặng dọn kho luôn. Ok ok, hình như là hữu nghệ bị hết rồi sao em à. Xét hồng là 48.000 ok cho Hằng Nguyễn. Quỳnh Anh Lưu Trần là còn đầm đỏ thì chốt cho Quỳnh Anh Lưu Trần. Một cái sọc tím này là cỡ, ôi trời đẹp quá ha. 65kg mặc vừa sale mấy chị luôn là 25. Quá đẹp luôn ha. Rồi sọc tím 25.000 mấy chị chốt đơn đây với Hoài nha. Cái này là một bộ ngố xịn cỡ tầm là 55kg trở lại mặt vừa. Bộ ngố xịn này dưới 55kg mặt vừa hoặc sale bộ ngố xịn này ha. Rồi ngố xịn mấy chị chốt đây với Hoài. Xét hồng mấy chị chốt ra chưa, sọc tím cho Nguyệt Lê. Xét hồng chốt rồi. Cái này bộ ngố này mấy chị này từ 40kg đến cỡ 48kg chứ. Bộ ngố này sale 35 đi. Ngố xịn này mấy bữa mình bán năm mấy không thôi sale 35 luôn. Ngố xịn 35.000 nha. Ngố xịn 35.000. Cái đó mấy chị ra chợ mấy chị mua mấy chị. Hàng mà em bán những cái thứ nào mà livestream mà phải bán những cái thứ nào mà nó thông dụng nhiều người mua. Chứ em nhập về 1.000 cái mà em bán một cái thì là chỉ có em khóc thôi chứ em sống làm sao được. Trời cái đầm đẹp chưa. Đầm sọc này mấy chị nè, hàng thiết kế bữa em bán 65 đúng không? Khách không đủ đơn, giờ em xả ra bán mấy chị 45.000 thôi. 45.000. Cái này là cỡ tầm là 56-57kg mặt vừa. Và đây là hàng Quảng Châu cực phẩm luôn. Nè ba cái tang mấy chị thấy ghê không? Người ta bán nè. Hàng thiết kế là mấy trăm ngàn cho một set này đó. Rồi set caro này em sale 45 thôi. Mặt là đẹp cực luôn. Đi với đôi bót nữa là đỉnh luôn. Rồi set caro 45 nha. Chị nào lấy chốt em là set caro 45.000. Rồi tiếp tục mấy chị này, một set hoa này nha. Set hoa này hàng sale mấy chị là 45.000 luôn. Set hoa 45. Cái này là cỡ tầm 48kg mặt vừa. Mấy chị chốt Hoàng là set hoa 45.000.
chị nào lấy set hoa chốt hoa set hoa 45 nha. Cái đầm này ha, đầm ren ha. À cái kiểu của nó như vậy ha. Đầm đỏ với chị Hoàng sale 28.000 luôn. Đầm đỏ 28.000 mấy chị chốt đơn đi giúp Hoàng nha. Chị nào lấy đầm đỏ chốt Hoàng đầm đỏ. Ngố 35 ok cho Trúc Hương Kiều, nửa ký lạp xỉn tôm với một set khăn đa năng. Set khăn đa năng còn có mấy set á, mang qua đây cho chị Hoàng sale chương trình cho mấy chị vui. Chị nào lấy chốt Hoàng là hồng chữ 25.000. Phôm 40-65 nha. Rồi cái set khăn đa năng mấy chị nè, giờ mấy chị mua để dành. Chớ Tết mà mấy chị hỏi em cái hàng này còn không thì chắc chắn là chẳng có năm nào còn. Mấy chị có biết là thời điểm mà em bán cái này được giá nhất là tới 55.000 một set á. Bây giờ em trio mấy chị là 18.000 một set 10 cái khăn. Trời ơi quá rẻ luôn. Mà cái khăn này gọi là khăn lao đa năng mấy chị. Lao tới đâu là nó sạch bóng tới đó luôn. Sau đó mình xả dưới vòi nước, sau đó mình tái sử dụng lại bình thường. Lao nó cực sạch luôn. Mấy chị lau bếp nè, lau ông địa nè, lau bàn, lau ghế, lau nói chung là lau cái gì cũng được hết. Một set này là 10 khăn kem nha, 18.000 thôi. Chị nào lấy chốt này giúp em là khăn đa năng 18k là 10 cái nha. Đỉnh điểm em bán 10 cái khăn này là lên tới 55.000 đó. Rồi chốt đơn đây giúp em nha, hai set khăn đa năng ok cho Nguyệt Lê nè, một set khăn đa năng cho Nguyễn Tuân nè. Chị Thiên Thanh á, chị Thiên Thanh khăn 18 cho chị Thúy Hiệp khách mới cho em xin thông tin nè. Chị Thiên Thanh là chốt gì mà cho em địa chỉ á chị ơi. Rồi còn mấy set nữa em chốt lên cho mấy chị nè. Set hoa ok chị Phúc Trần nè, set hoa này 45.000 nè. Khách mới cho em xin thông tin nha. Chị nào lấy khăn chốt em khăn 18k quá rẻ luôn. Rồi cái này mấy chị lau ông địa, lau ly, lau đồ thì thôi quá đỉnh luôn. Trời ơi, nó có các cái lỗ rảnh này nè. Mấy chị lao tới đâu là nó sạch và nó mềm tới đó. Xét khăn đa năng này mà các cái kênh nó chạy quảng cáo nó bán tới 65.000 một xét á. Chị nào lấy chốt đơn đi giúp em là xét khăn nha. Nguyễn Tuân có xét khăn rồi. Lê Ngọc Như ok có xét khăn. Ừ đúng rồi, của bé em. Cái đó bộ bé, cái đó bộ bé. Rồi chị nào lấy hồng theo, mấy chị chốt Hoàng là hồng theo 25.000 nha. Áo hồng theo form rộng tay lỡ 25. Cái bộ này hàng sale luôn. Bộ này quá đẹp luôn ha. Con ri nó mặc không vừa. Cái này cỡ 30kg à. Rồi hàng này nó đẹp khủng khiếp luôn. Bộ này vào hàng sale mấy chị luôn đi, 45.000 luôn đi. Vừa bán vừa tặng luôn. Set xanh, set trắng phía sau. Set trắng này đúng không chị? Set trắng này 48.000 nha. Rồi set xanh này hả? Set xanh này thì 55. Tại cái chân váy này size bự của em. Set xanh 55. Xét trắng này thì em xem chị 45 luôn đây. Chị ok thì báo em ok. Rồi chị Hương Thu là có xét khăn đầm đỏ hả? Áo 25 ok cho Như Ý Phạm. Xét trắng là 48.000. Em tính chị 45 thôi. Xét xanh 55. Xét trắng thì 45 nha. Ok chị Hằng Nguyễn nha. Sửa giá lại cho chị Hằng Nguyễn. Cái bộ vài của bé này hàng xịn mà hàng Quảng Châu này, hàng xem mấy chị là 45.000. 30kg trở lại mặc vừa mà trời. Cái bộ đồ bé nó xịn xịn khủng khiếp luôn. Trời ơi, nó xịn nó mềm dã man luôn. Khoảng thiệt bé nhóc vô Hoàng mà nó bằng cái này để con mình mặc sướng hoa không mà không vừa. Rồi mấy chị chốt đi giúp Hoàng là vàng nha. Bộ vàng này 45, bé cỡ 30kg trở lại mặc vừa thôi. Trời ơi, giờ sắm sửa Tết đi mấy chị ơi. Đồ bây giờ mới được sale chứ bữa nữa. Trời ơi, một cái áo hồng rút dây crop top đẹp chưa. Rồi chị nào lấy hồng rút dây chốt Hoàng hồng rút dây. Rồi 25.000 luôn, phun gân xịn nha. Rồi chị nào lấy hồng rút dây chốt Hoàng hồng rút dây. Rồi, cái đầm coi, đỉnh chưa. 28.000, đầm vàng 28. Quá đẹp luôn. Đầm vàng 28 nha. Cái này cỡ tầm 54kg mặc vừa. Chị nào lấy chốt Hoàng là đầm vàng 28.000. Đầm vàng 28.000. Một hộp khẩu trang bé trai ok cho Lê Ngọc Như. Rồi cái này mấy chị chốt Hoàng là trắng chữ nha. 25. Hồng 25 ok cho Nguyễn Phụng nè. Hồng 25 là cái hồng crop top này nè. 25 này. Trắng chữ này. Trời cái áo trắng quá đẹp luôn. 25.000. Form 40-65 mặc vừa nè. Form 40-65 mặc vừa. Một cái đầm ren này mấy chị này cho bé nha. Hoặc là chị nào ốm á. Rồi hàng xem mấy chị 25 đi. Tại cái này thì cỡ tầm 54kg mặc vừa với lại bé bé. Rồi hàng xem mấy chị lập được. Cái đầm nu này đi. 25.000 luôn nha. Đầm nu 25.000 luôn đi. Đầm nu 25. Rồi tiếp tục giúp Hoài mấy chị này. Một cái áo hot đi nè, 70kg mặc vừa 35.000. Quá dễ thương luôn. Rồi hồng chữ 35 chốt đơn đi giúp Hoài nha. Áo hot đi á. Rồi chị nào lấy chốt đi giúp Hoài. Đầm vàng 28 là ok cho Lê Ngọc Như nè.
Rồi cái trắng chữ 25 là Trúc Nhi Nguyễn nè, là hết rồi mấy chị, là hết rồi, còn mua nữa. Mỗi mẫu nó không có trùng đâu, hàng này hàng lẻ, hàng lai nó cũng cực luôn á. Rồi một cái áo hot đi hồng chữ 35, form này tới 70kg mặt vừa, 40-70. Rồi một cái xanh chữ 35 luôn, một cái xanh chữ này 35.000. Form này là từ 40-70kg mặc vừa, dạng áo hot đi nha. Chị nào lấy chốt đơn đi giúp Hoài. Xót xót ra đây sale rẻ luôn mấy chị. Hồng chữ 35 ok cho Nguyễn Phụng. Rồi chị nào lấy xanh chữ chốt xanh chữ, lấy hồng chữ thì chốt hồng chữ giúp Hoài nha. Một cái quần đuổi nè, trời ơi đẹp chưa ạ. Sale luôn cho mấy chị 28.000 luôn. Cái này cỡ tầm 58kg mặc vừa 28.000. Rồi đây chị nào lấy chốt đi giúp Hoài, quần có túi nha, quần đuổi xịt nha. Sale luôn 28.000 luôn. Cái này 48 mà bán 28 này, u là trời luôn. Rồi mấy chị chốt Hoàng là khoác là hồng chữ hay là xanh chữ nha. Cái hồng này mình còn không ai? Hồng còn một cái thì cho chị là Thu Nguyễn này, đuổi 28 cho chị Nguyệt Lê này. Áo hết đi là mấy chị chốt hồng hay là chốt xanh nha. Xanh là cho chị Linh Thùy này. Áo hết đi đó, mẫu đó mình còn không? Rồi Hoàng còn cái hot đi màu này màu vàng mấy chị nè, hàng Quảng Châu nè. Rồi form này là 40-70 nha. Vàng 35 chốt đơn đi giúp Hoàng. Vàng này 35.000 chốt đơn đi giúp Hoàng. Vàng 35 nha. Đây, xót xót ra. Rồi một cái đỏ cam này 35.000 luôn. Áo hot đi đỏ cam 35 chốt đơn đi giúp Hoàng, là đỏ cam 35.000. Chị nào lấy comment giúp Hoàng. Một cái áo khoác dù nè, cỡ tầm là dưới 60kg mặc vừa, hàng xe 45 luôn. Khoác dù 45 luôn, xả hết sạch đi mấy chị nè. Cái nào mà còn sót là xả rẻ hết, mấy chị dọn kho luôn. Rồi một cái áo loan, form này cỡ 57kg mặc vừa, áo loan này 25. Áo loan 25 chốt đơn đi giúp Hoàng, là loan 25.000. Vàng gì ta? Vàng 35 hả? Vàng 35 là gì? Vàng gì 35 á hả? À áo hot đi màu vàng 35 ok cho Minh Truyền nè. Rồi màu vàng 35 ok cho Nhân Hương nè. Khoác dù là cho chị Hoa Giấy nè. Chai lau sàn màu xanh em hết rồi chị. Đỏ cam là cho Minh Truyền nè. Rồi cái này mấy chị chốt Hoàng là xám nha. Chị nào lấy chốt Hoàng là xám 35.000. Xám 35.000. Một cái loan 25 là cho Nguyệt Lê nè. Cái đó là cái loan nha. Loan là cái đó đó. Rồi chị nào lấy mấy chị chốt đơn đi giúp Hoàng nha. Xám này 35. Chị nào lấy xám chốt Hoàng xám 35.000. Xám 35. Vàng là cái này nè. Comment vàng là cái đó đó. Rồi một cái quần rinh mấy chị nè. Một cái quần rinh nha, hàng sale 15.000, size 28. Nó cũng là hàng nghi chưa cắt khuy luôn nha. Chốt lên giúp Hoàng nè. Rinh nha, size 28 15.000. Rinh size 28 15. Hoàng còn một cái dù này, dù hàng xả mấy chị luôn. Dù đen này nè, mấy bữa bán 55, dù hàng xả 45 đại nó luôn đi. Rồi chị nào lấy chốt đơn với Hoàng nha. Hết đi mình còn màu gì nữa không ta? Rồi chị nào lấy mấy chị chốt đơn đi với Hoàng nha. Dù đen 45 luôn, xả luôn. Cỡ 60kg mặc vừa, màu hồng hết rồi chị. Quần 15 là ok cho Như Ý Phạm nè. Áo hết đi màu xám mấy chị nha. Màu xám, còn cái này là dù nè. Có cái hồng, còn cái hồng. Rồi, ủa tím 28 là gì ta? À cái gì 28 vậy? Rin 28 mà, Rin 28 em chốt rồi mấy chị ơi. Rồi, game 28 là gì? Em chốt rồi mấy chị. Mấy chị chốt đi giúp em, cái này là hồng hot đi nè. Màu hồng nha. Còn một cái màu hồng nè, em sale 35. Hồng 35 chốt đơn đi giúp em. Dù đen 45.000 ok cho Đào Trần. Hồng này 35.000 chốt đơn đi giúp em. Cái hồng này 35 comment cho em là hồng 35k. Hồng 35.000 nha. Hồng này có nón, áo hot đi mà có nón mấy chị nha. Rồi chị nào lấy chốt Hoàng. Hồng này ok nè. Hồng ok Vân Nguyễn nè. Hồng cho chị Vân Nguyễn nè. Một cái khoác dù cho chị Vân An hả? Thôi đợi em xíu. Mấy khoác dù mẫu đó hết rồi, em có mẫu này đen chữ nè, em sale luôn 45. Đen chữ này em sale luôn 45. Mấy cái hàng lẻ lẻ này em like hết cực. Nhưng mà nhớ đọc comment cho kỹ cho khách nha. Cái hồng mẫu đó có còn không? Hồng nếu như còn thì chốt cho Minh Truyền. Còn xám là ok cho Đào Trần. Chốt từ từ chứ không nó bị lộn á. Tại vì cái này nó chỉ có là một cái xám. Xám mà Đà Minh Truyền chốt là xám nhũ kia nha, chứ không phải xám em đang bỏ đâu. Cái chuyện bị lộn á. Rồi chị nào lấy với chị chốt Hoàng là dù đen nè. Đen chữ đây 45.000.
45.000 nha. Mấy cái hàng mà lẻ size lẻ này là phải chốt từ từ á, nó lộn của khách là mắc công, tại nó có một cái nha mấy chị nha. Chốt từ từ chứ mắc công nó lộn nữa, tại vì khó lộn nó cũng không có hàng mà bù vô đâu. Nó chỉ có một cái này em bán luôn mà. Trắng chữ áo hết đi, trắng chữ em còn một cái này. 35. 35 chốt đơn đi giúp Hoàng, 35.000 cái áo đó có khách chốt rồi mà. Xám á. Rồi chị nào lấy với chị chốt đi giúp Hoàng nha. Vàng hồi đây còn nè, 35 á, áo hết đi là 35 hết. Cái loại thì có nón, loại thì không nón, nhưng mà đồng giá 35.000 hết luôn nha. Rồi màu cam tây là 35.000 luôn, rất là đẹp luôn, xuất sắc luôn. Cam tây 35.000, trắng chữ là Nguyệt Lê ok nè. Cái trắng chữ này có còn không ta? Chữ 35 hả? Cái này là màu cam tây nè mấy chị nè, cam tây nha, 35.000. Trắng chữ là có còn không, chốt cho 2-3 người nữa. Trắng chữ là cho Nguyệt Lê khách mới này, cho Hằng xin số điện thoại nha. Chữ Nguyễn Phụng này, Vân Nguyễn này, Nguyệt Lê, Nguyệt Lê mới đó, cho Hằng xin thông tin số điện thoại nha. À, có một cái dù đó, cái dù mà màu đen chữ đó, chị nào lấy chốt Hoàng từ 65 mà xả riết còn có 45. Còn có 45.000 mấy chị thấy không? Lỗ tụt quần luôn nè. Rồi chị nào lấy chốt Hoàng là dù 45.000 nha. Khoác dù 45. Cam tay là ok cho chị Thu Nguyễn nè. Rồi trắng chữ là chốt chị Anh Nguyễn khách mới cho em thông tin nha. Rồi Phương Lê là cam tay 35 ok nè. Hồng có nón em hết rồi chị ơi. Hồng có nón em hết rồi mấy chị. Cái gì phải chốt nhanh chứ đâu có còn đâu. Cái này là xanh đậm 35.000 nè. Áo hết đi mà hàng này người ta bán 80-90.000, em xả 35.000 thì chỉ còn ít thôi em xả thôi. Xanh đậm 35, hàng này có nón. Xanh đậm 35, nói chung là hết đi thì mình cứ tới 70 cũng vẫn mặc vừa. Xanh đậm 35.000 cho em nha. Xanh đậm 35. Rồi tiếp tục cái này là màu hồng cam 35.000. Hồng cam 35.000 nha. Rồi xanh đậm 35, hồng cam 35. Rồi chốt đơn lên giúp em. Rồi chị nào lấy comment lên giúp em nha. Em có một cái dù màu kem nè. Rồi sale 45.000 luôn. Hôm nay là còn những cái hàng lẻ lẻ nên em xả rẻ mấy chị luôn. Cái dù này cỡ 60kg mặc vừa nha. Dù kem này 45.000 luôn nha. Chị nào lấy chốt đơn lên giúp em nha. Xanh đậm là cho chị Vân Nguyễn nè. Đây nè. Rồi cái dù màu kem, dù màu kem chị láo khoác dù xanh trước nhé, 5k không được nha cưng hả. Cái hàng nó lộn xộn trong đó chị, để em like xong rồi chị thấy cái mẫu nào chị thích chị chốt nha, tại nó ở trong bị nên nó cũng lộn xộn kinh lắm. Dù kem đồ ok cho chị Nhì Vũ này 45.000 này, do bây giờ mấy chị biết không, em chỉ còn 1-2 cái nên em xả rẻ mấy chị qua mẫu luôn á, chứ còn làm gì có giá này. Mấy chị mà đi nhập hàng trăm cái cũng không được giá này luôn. Rồi mấy chị chốt đơn đi giúp em là xám chữ. Cái hàng này áo hot đi này là có cái chỗ này là thêu nha. Cái này là 70kg trở lại là mặc vừa cho em luôn. Mấy chị chốt đi giúp em là xám chữ đi. Xám chữ 35.000. Xám chữ 35.000 nha. Comment đi giúp em là xám chữ 35. Xám chữ 35 cho em nha. Rồi hàng này nhiều khi khách mua rồi không đủ đơn này mấy chị yêu nè, nên xả ra xả vô vậy. Cái hàng này em bán hết rồi á, thiệt luôn á. Rồi chốt đơn đi giúp em nha. Một cái vàng này. Cái này là cờ rắp tốt nè. Trời ơi. Rồi cỡ tầm 54kg trở lại, 55kg trở lại mặt vừa. Vàng chữ này em xem mấy chị 25. Dù kem đó là em bị hết rồi nha. Chị Nguyễn Việt nha, mình chốt mã khác giúp em. Rồi chị nào lấy chốt đơn đi giúp em là vàng chữ 25.000. Một cái đầm này quá đẹp luôn, đầm cúc xanh. Đầm này là thuộc dạng đầm sơ mi á, lúc đầu em bán tới 45.000 cái đầm luôn. Giờ em sale mấy chị 25.000 chốt đơn đi giúp em. Đầm cúc xanh 25 cỡ tầm 60kg mặt vừa. Xám chữ 35 ok cho Phượng Phan này. Một cáo hết đi nè. Rồi chị nào lấy chốt Hoàng là đầm cúc xanh 60kg trở lại mặt vừa, có hoa cúc này là theo không á. Rồi 25. 25.000 luôn chốt đơn đi giúp Hoàng. Đầm cúc xanh là ok cho chị Hằng Nguyễn 25 luôn. U là trời, đầm cúc xanh mình có còn không ta? Chốt dịch Lê Thái Thanh. Mấy chị khách mới là nhớ cho em thông tin số điện thoại nha. Mấy chị không cho là khách mới mà không cho em số điện thoại là một xíu nữa Facebook nó chặn comment của mấy chị luôn nha. Sau này mấy chị không bao giờ xem được livestream nữa hết á. Rồi chị nào lấy mấy chị chốt em là một cái khoác hot đi xanh đậm còn sót nè. Khoác hot đi xanh đậm nha. Bữa sau mấy chị đừng có tạo Facebook khác vô hỏi sao chặn, em nhắc rồi. Mình đặt hàng mà không cho thông tin là nó chặn á. Thu Tâm là cái đầm cúc đó mình còn không ta?
đầm cúc em bị hết rồi mấy chị ơi, hết rồi nha. Một cái áo khoác hot đi xanh động nha mấy chị. À em còn một cái áo dù đen nè, dù đen, dù đen, dù đen này á, là dù hai lớp đen chữ này nha, 45.000. Dù đen là 45.000, xanh đậm là ok chị Lê Thái Thanh này, có cái xanh đậm này. Rồi xanh đậm ok. Đầm xanh là em bị hết rồi. Đầm xanh em bị hết nha. Cái này mấy chị chốt em là đen chữ này, dù đen chữ này em sale 45 cỡ tầm 60 kg trở lại là mặc ok nha. Đó tại vì hàng lẻ mẫu lẻ size nên em like nó rất là lâu. Mấy chị ráng lựa giúp em nha. Rồi ok, chị Phân Nguyễn là có cái xanh đậm. Ô là trời, đồ gì mà nó lung tung xà bung xà bữa vậy trời ơi, là mua xỉu. Đầm cúc xanh là bị hết rồi. Bộ vàng ngố này 35.000 này. Bộ vàng ngố 35. Có trà bông heo, có luôn. Rồi mấy chị nè, bộ này là cỡ tầm 54 kg trở lại mặc vừa mà ngố xịt luôn. Cái quần là nó đẹp, hơi bị đẹp luôn á. Cái này là từ 38kg đến 55kg mặc vừa, chốt đơn đi giúp Hoàng. Chị nào lấy mấy chị chốt đơn đi giúp Hoàng là ngố vàng 35, ngố trắng này 35. Trời ơi cái bữa người ta dành quá trời, chị nhớ rồi. Cái bữa like để đây nè, cái con điên điên này nó hỏi này đúng không. Rồi chị nào lấy chốt Hoàng bộ ngố và quần có túi này làm bán lộ cục quần ra. Ngố trắng nha 35.000, ngố vàng 35, ngố trắng 35 và ngố đỏ 35. Đây là hàng ngố thiết kế nha, cho bé size đại hoặc là chị nào mà nhỏ con á mới mặc vừa. Nói chung là cỡ 54 kg trở lại mặc vừa. Rồi tiếp tục mấy chị nè, một cái áo xanh ngọc nha 25.000. Cái này là áo crop top xanh ngọc, cỡ tầm 54-55 kg trở lại mặc vừa. Xanh ngọc sale mấy chị luôn là 25. Dạ đầm là bị hết rồi, mấy chị mua qua mẫu khác với em. Tại vì cái hàng này nó chỉ còn 1-2 thôi. Áo dài mấy chị nè, áo dài cách tân. Áo dài cách tân nè, em sale mấy chị luôn nè, 25.000 luôn cho nhanh. Cái này là cỡ tầm 58 kg trở lại mặc vừa. Một cái chân váy, một cái áo dài 25k luôn. Xanh ngọc ok cho Nguyệt Lê nè. Cái này áo dài em sale mấy chị yêu 25 luôn. Bán cho nó nhanh gọn thấy luôn. Ủa cái gì này gì vậy? Rồi chị nào lấy chốt hoài. Cái áo này áo vô nó đẹp nhất nách luôn á. Áo này dạng sơ mi mà dạng vôn. Vậy mà cái này mà mặc chung với áo ngực màu nâu màu trắng nữa đẹp ghê lắm ha. Trời ơi quá đẹp luôn. Áo này mấy chị nè, trắng này nè, trắng xịn này nha, vải vôn nha. Mà nó siêu đẹp luôn, em xem mấy chị 28 thôi, hàng Quảng Châu. Cái nhìn cái cọng mạc thôi nè, là mấy chị mê luôn nè, cái mạc nè. Quá đẹp luôn. Rồi form này là cỡ tầm 57-58 kg cho em. Sơ mi trắng, sơ mi trắng này em xem mấy chị 28. Ngố trắng là ok cho chị Phúc Tân, khách mới cho em xin thông tin nha. Ngố trắng 35.000. Áo trắng vôn 28.000 cho chị Nhì Vũ. Cái gì mà 25 cha. Rồi áo dài xanh 25 cho chị Nhân Phương. Rồi chị nào lấy sơ mi trắng chốt em. Áo dài mình có còn không ta? Áo dài em bị hết rồi mấy chị ơi. Hàng này đúng là chỉ còn 111, 222, 222, 111 thôi. Sơ mi trắng ok cho chị Thiên Thanh này, 28.000 nè. Rồi cái đầm thiết kế đẹp muốn xỉu vậy. Rồi cái treo cái đầm này lên, cái đầm hồng này đẹp cũng xuất sắc luôn. Đầm hồng này 35.000 mấy chị. Đầm hồng 35.000. Cỡ tầm 55-56 kg mặc vừa. Dạ không chị, 58 kg không vừa đâu chị. Mấy cái đầm thiết kế này. Sơ mi trắng ok chị Trúc Nhi Nguyễn này. Không, mấy chị 58 mà mấy chị ốm thì được, chứ mấy chị thấp em sợ không vừa. Một cái quần sọt lên size M này em xả luôn cho mấy chị luôn. Cái này mà đóng thùng chung với cái áo trắng cũng đẹp nhất nách luôn ha. Cần chi cầu kỳ ha. Quá xỉu luôn. Đúng rồi. Không mà có nhiều người thích mặc chị á, nó đẹp mà. Rồi chị nào lấy chốt em là sơ mi trắng 28 cỡ tầm 55-57. Nhưng mà còn cái quần này là size M nha, em sale 20.000 luôn. Rinh, rinh. Chị nào lấy chốt hoàng 20.000 luôn. Rinh size M 20.000 cho chị từ Sara làm giá vô đi em. Em xả hết cho mấy chị luôn. Mấy cái hàng này nó còn lộn xộn. Ồ là trời ơi, một cái quần rinh size 31 này em mặc vừa luôn. Mà em bán cho mấy chị luôn này.
Size 31 em xem cho mấy chị 65.000. 65.000 size 31 là em mặc vừa luôn, nhưng mà em nhiều đồ lắm á. Size 31 65. Xả tụt quần ra 65.000 chốt đơn đi giúp em. Một cái quần thể thao quá hiện luôn. Xịn ơi là xịn luôn, 28.000. Cái này cỡ tầm 58 cái trở lại mặc vừa. Trời quá đẹp luôn mấy chị ơi. Cái vải nó đẹp cực kỳ luôn em, thiệt hàng xốp chuẩn luôn nè. Rồi mấy chị chốt đi giúp em là quần nha. 28.000 đẹp quá. Quần 28 chốt đơn đi giúp em. Rồi em còn hai bộ trái dâu. Em xem mấy chị là 25.000 một bộ trái dâu nha. Mấy chị nhớ comment cho em là mã hàng vô nha. Mấy chị không comment mã hàng là em không chốt được. Rồi chị nào lấy mấy chị chốt đây cho em nghe. Ngố dâu nè, em xem mấy chị 25.000. Quần 28 ok cho chị Nguyệt Lê 28. Quần rinh là ok cho chị Vân An 65.000 làm giá giúp chị. Rồi cái này mấy chị chốt em là ngố dâu nha. Cỡ 60-62kg mặc vừa em sale 25.000 một bộ ngố dâu luôn. Sơ mi màu trắng thêm một cái nữa ok cho chị Nghì Vũ luôn. Rồi chị nào lấy mình chốt lên liền giúp em nha. Cái này là ngố dâu, hàng sale mấy chị là 25.000. Cỡ tầm 65kg trở lại mặc vừa 25. Ngố dâu 25. Đồ này là bây giờ nó chỉ còn 1-1-2-2 thôi mấy chị. Nó không bao giờ có nhiều đâu. Trời ơi đẹp chưa, một cái form áo giấu quần đẹp xuất sắc luôn mấy chị ơi. Em sale luôn, em sale luôn mấy chị là trắng nè. Trắng này 25.000 luôn. Trắng 25.000 nha. Chị nào lấy mấy chị chốt đi giúp em ha. Gấu dâu hả? Chị ơi chị Thiên Thanh ngố dâu ok chị Nhân Phương. Mấy chị comment cho em, đừng có comment lại địa chỉ số điện thoại mấy chị. Comment một lần là bên em có thông tin số điện thoại địa chỉ rồi. Mấy chị khỏi cần comment tới comment lui nha. Comment một lần được rồi, mấy chị comment vậy nó bị ẩn á. Rồi ok trắng 25 cho chị Từ Sara này. Ngố dâu là ok chị Hạnh Trương này. Mấy chị comment một lần thôi là em có rồi. Có thông tin rồi, mấy chị không cần phải comment nhiều đâu. Ngố dâu hai bộ ok cho chị Vân An này. Rồi một cái chân váy ren mấy chị em sale 15.000. Cỡ tầm là 40kg trở lại mặc vừa. Chân váy 15 chốt đơn này giúp em. Chân váy 15.000 comment của cái gì tào lao. Đó là nguyên một set, em nói lộ mấy chị để nhân viên nó phối vô, không phải là một cái chân váy 15 đâu nghe. Có người đó nguyên một cái set luôn. Rồi một cái áo giấu quần này mấy chị nè. Rồi cái này mấy chị chốt em là màu reo đi. Cái đó nguyên một set mấy chị, em bị lụi, em bị lụi. Em bị lùi em cầm lên em nói cái chân váy chứ cái đó là nó nguyên một set. Reo này 25.000 mấy chị, 65kg mặc vừa. 65kg mặc vừa chốt đơn đi giúp em. Trời cái bộ gì đẹp ngất ngay vậy. Bộ này hàng sale mấy chị luôn, bộ Quảng Châu này mấy bữa là bán giá là 48-49.000 nè. Giờ xem mấy chị 39.000 thôi. Bộ này 39.000 nha mấy chị nha. Bộ 39 chốt đơn đi giúp Hoàng cỡ 6 dưới 65kg mặc vừa bộ 39 luôn. Bộ 3D mà mấy bữa mà Hoàng bán eo vì con chuột con này con kia đó 40 mấy ngàn, giờ còn sót một bộ bán 39 lỗ tụt quần luôn. Bộ 39k chốt đơn nha, 39 nha. À, rồi ok cho Lê Thái Thanh nè. Ngố dâu quá hả? Ngố dâu hình như mình bị hết rồi phải không? Ngố dâu em bị hết rồi mấy chị ơi. Hàng này em xả con nên giờ chỉ còn 1122 thôi, giá nào cũng bán đó. Rồi một cái áo ren này em xem mấy chị 20.000. Tại giờ nó còn 1-2 cái bán rẻ luôn. Tại vì em là em thường bán theo ri, mấy chị biết tại sao bán theo ri nó sướng không? Ví dụ như giờ một cái áo này đi mà em có được 50 cái này thì chỉ cần em tư vấn một cái thôi, sau đó em chốt 50 cái còn lại. Còn bây giờ cứ mẫu nào cũng đưa lên là tư vấn ký này kia khác nọ, bán được có cái lại qua mẫu khác rồi mất hơi ghê lắm. Nhưng mà mình bán một thời gian á thì nó phải lớt rớt lại chứ làm sao mà cái mẫu đó mình bán triệt để được. Rồi cái ren xanh này em sale 20.000 cỡ 57kg mặc vừa nha. Nên là em mới gọi là xả là nói là như vậy á. Cái set đỏ này mấy chị Hoàng sale 35.000 cỡ tầm 56kg mặc vừa. 56kg mặc vừa mấy chị chốt đơn đi với Hoàng là set đỏ nha. Set đỏ nhiêu? Set đỏ vừa nói giá nhiêu mấy chị comment giá luôn giúp em nha. Nói xong em cũng quên luôn, em đang nói cái này mà em suy nghĩ cái kia nói xong quên luôn. Rồi mấy chị chốt đơn đi giúp em mấy chị. Chị nào lấy set đỏ comment cho em set đỏ kèm giá vào luôn mấy chị ha. Em bán 35, 39 gì đó comment giúp em. Rồi một cái quần bi mấy chị, em xả mấy chị 25.000 cỡ 57kg mặc vừa. Quần này là chất liệu là kaki ring nha. Kaki ring rất là xịn luôn. Rồi cỡ 57kg mặc vừa mấy chị chốt em là bi nè, em sale 25 luôn.
quần bi em sale 25.000, mấy chị chấm bài lên giúp em. Cái bộ 39 là nó chỉ còn sót một bộ thôi. Cái set đen xanh này em sale mấy chị 35 này, xả luôn cái chị 35 luôn, cỡ tầm 54kg mặc vừa. Rồi chị nào lấy comment lên giúp em. Áo nam, áo nam là còn này cái hả? Set đỏ 35.000, set đỏ 35 hả? Ok, cho Đào Hoàng Thanh Trúc 35.000. Sơ mi nam bây giờ em sẽ quên lộn, áo nam bây giờ em xem mấy chị 19.000 cái luôn. Chị nào muốn lấy nhiều cái thì lấy 19.000 một cái luôn. 19k chốt đơn đi giúp thầy. 19.000 mấy chị nha. Áo nam 19.000. Từ 50kg đến 70kg mặc vừa luôn, hàng đẹp xuất sắc luôn. Không có, nói chung là 50kg đến cỡ 60. 50 đến cỡ 60, 65 thôi cho nó chắc kèo mấy chị. Hàng rất là đẹp, em sale 19 nha. Chị nào lấy áo nam, comment cho em áo nam 19.000. Em lấy cho mấy chị nam đủ mẫu nha, áo quên đủ màu nha. Nam 19 chốt đơn đi giúp em. Rồi còn sót cái áo hết đi màu xanh. Xét đen hả? Xét đen ok, 35 cho chị Thúy Vân Vân. Một cái áo hết đi màu xanh đậm nè. Trời ơi, sót ở đây mấy chị ơi. 35.000. 40kg đến 70kg mặc vừa chốt em. Xanh đậm 35. Xanh đậm 35.000 chốt đơn đi giúp Hoàng. Xanh đậm 35 mặc cái áo này còn nhiều không? Rồi Hoàng sale luôn. 50.000 ba cái luôn nha. 50.000 ba cái áo Mickey luôn. Áo chuột Mickey nè. 25.000 cái. Ba cái là 75.000, bây giờ ba cái Hoàng sale 50.000 luôn. Form 40 65 nha. Rồi chị nào lấy chốt Hoàng là ba áo chuột Mickey là 50.000 chốt đơn đi giúp Hoàng. Chuột áo chuột Mickey, ba áo chuột Mickey 55.000, ba áo ba màu nha, ba áo ba màu quá rẻ luôn. 25 là cái gì ta? 25 là cái gì? Lê Thái Thanh, mấy chị nhớ comment giúp em cái mã nha, mấy chị đừng có comment giá không em đâu biết cái gì đâu. Một cái áo trắng bị bụi nè mấy chị nè, phô cỡ 60kg mặc vừa em tặng luôn. Chốt em là mã tặng mấy chị nha. Lê Thái Thanh ok, ba cái 50 nè, là ba áo chuột 50.000. Đầm hồng 35.000 mấy chị. Phơm này cỡ tầm 55kg mặc vừa 35.000 luôn. Đầm thiết kế Nguyễn Anh Đào một cái xanh đậm này 35 này. Đầm hồng này sale mấy chị luôn nè. Đầm hồng này Hoàng sale mấy chị là 35.000 luôn này. Mã tặng ok cho Phương Nguyễn này. Là cái sơ mi trắng tặng này. Áo ngực mình còn không? Một cái này là áo ngực size 34 nè, Hoàng sale mấy chị 15. Áo ngực này size 34 sale mấy chị 15 nha, chốt đơn đi giúp Hoàng. 34 15.000 chốt đơn. 34 15 chốt đơn. Một cái quần u mì dài form này 65kg mặc được sale 29.000, túi là nó mổ sẵn rồi, rất là xịn sò luôn. Chốt đơn đi giúp Hoàng nha. U mì mấy chị 29 chốt đơn. U mì 29 chốt đơn nha, chị nào lấy u mì comment giúp Hoàng u mì 29.000. U mì 29.000 nha. À, size 34 15.000 ok cho chị Phương Nguyễn. Quần 29 ok chị Lê Thái Thanh. Có thử áo ngực hay chị còn sót xả nha. Một cái đen mấy chị nè, đen tay dài này xem mấy chị 20.000 luôn. Đen tay dài 20.000, chốt đơn đi giúp Hoàng nha. Đen tay dài 20 cỡ 70kg mặc vừa. Rồi một cái áo rinh mấy chị này cho bé nha, còn sale mấy chị luôn 28.000. Cỡ tầm là 25kg mặc vừa, khoác rinh 28. Khoác rinh 28.000. U mì 29 cho chị Thu Tâm, khách mới cho em thông tin. 29 à, ok cho chị Thu Phí Vân Vân ok. Rồi mấy chị hai bộ ngủ nha, hàng xem mấy chị 20.000 hai bộ này. 40 cho đến cỡ tầm 57 thôi nha, 40 đến 57. Hàng xem mấy chị hai bộ này là 20 nha, 20 là hai bộ, một bộ 10.000 á. Quần 29 là chị Vân An có. Bé là ok cho Lê Thái Thanh 28.000. Rồi chị nào lấy mấy chị chốt lên giúp Hoàng u mì ra cho chị Đào Trần. Rồi mấy chị chốt lên giúp em nha, chấm chấm bài lên giúp em. Cái này mấy chị chốt lên giúp Hoàng là áo hoa này nha. Rinh 28 là cái chía ta. À, bộ ngủ nha, hai bộ ngủ ok Nguyệt Lê, chị Thu Tâm. Rồi áo hoa này Hoàng xem mấy chị 25. Áo hoa 25.000 nha. Ở đằng sau nó có cái nhúng này rất là đẹp luôn, cỡ 60kg mặc vừa.
Rồi chị nào lấy giá hai bộ là 20.000 luôn á chị, chứ không phải là hai bộ là được giá 40.000 đâu. Áo hoa này em xem mấy chị 25 luôn, cỡ 60 kg mặc vừa, xếp bộ nu hả? Cái đó em chốt rồi mấy chị. Dạ. Rồi chị nào lấy mấy chị chốt đơn đi giúp Hoài nha. Cái áo hoa này hàng sale 25. U mì ok chị Thu Tâm em thấy rồi mấy chị ơi. 29.000 là ok. Bây giờ áo ngực mấy chị còn rớt lại size 28 thôi hả? Ủa 34 thôi hả? Áo ngực bây giờ rớt lại size 34 mấy chị, em xem mấy chị 15.000 luôn. Áo ngực 15, chỉ duy nhất là size 34 thôi. Chị nào lấy thì mấy chị chốt lên giúp em nha. Áo phía sau kế em hả? Phía sau ở sau lưng em hả? Rồi chị nào lấy mấy chị chốt đơn lên giúp Hoài nha. Cái này là áo ngực giờ chỉ còn rớt đúng một cái size 34 thôi. Sale mấy chị 15. Sale mấy chị 15.000 một cái áo ngực luôn nha. Còn có tầm 10 mười mấy cái nữa hoàn sale luôn. Ai áo 28.000 em bị hết rồi mấy chị. Áo nu lão gì ta? Áo nu lão gì á Thảo? Áo nu lão gì? Phía sau ké kem là sao chị không chưa hiểu luôn. Rồi chị nào lấy mấy chị chốt đơn lên giúp Hoài nha. Cái này là áo ngực hoàn sale 15.000 một cái nhưng chỉ còn duy nhất là size 34 mấy chị nha. Chị nào lấy mấy chị chốt lên giúp Hoài, hai bộ mũ cũng hết luôn. Những cái đồ này nó chỉ có 1 2 1 2 thôi mấy chị. Nhiều khi nó chỉ có một luôn chứ không được hai nữa. Rồi chị nào lấy mấy chị chốt lên giúp Hoàng ha. Hoàng không có áo thun nam mấy chị ơi. Chị Thiên Thanh ơi, em đâu có shop, em đâu có áo thun nam đâu chị. Lâu lâu cái là nó lộn vô một hai cái thôi mấy chị nha. Rồi chị nào lấy chốt đơn này giúp em nha. Áo ngực size 34 em xả mấy chị 15.000 một cái. Chị nào muốn lấy bao nhiêu cái thì comment lên giúp em. Hai cái hai màu, ba cái ba màu, bốn cái bốn màu vậy thôi, em còn ít em xả luôn. Chị Đào Trần là ok, chị Phúc Mỹ là ok, một hộp băng cá nhân ok, chị Oanh Bích. Rồi chị nào lấy mấy chị chốt đơn đi giúp em nha. Set đen mấy chị này 48.000. Set đen này 48.000 chốt đơn đi giúp em. Set đen này 48 nha, comment cho em là set đen 48. Set đen này là nói chung là ốm với mặt vừa này. Set đen 48.000 chốt đơn đi giúp em. Sale 15, sale lỗ, cái đó mình về 17, 18 mình ra. Rồi chị nào lấy mấy chị chốt đơn lên giúp Hoài nha. Set đen này 48.000 mấy chị. À set đen này cỡ tầm 48 kg trở lại mặt vừa thôi nha. Nên hàng sale mấy chị luôn. Rồi chị nào lấy mấy chị chốt lên giúp Hoài. 3 áo ngực 34 ok. 3 áo ngực 34.000 ok nha. Rồi cái này mấy chị chốt đi giúp Hoàng là vàng trơn hoàng sale 25.000. Nam nữ cũng mặc được, 70 kg mặc được nha mấy chị chốt đơn. Áo thun mới đủ màu đó ha. Áo này áo nam 19 mấy chị. Mấy chị muốn lấy mấy nam 19 mấy chị comment giúp Hoàng. Mấy chị comment rõ lên xíu nha, tại hàng sale á. Nhiều khi em chốt ở livestream không kỹ, xuống nhân viên chốt đơn cực mấy chị. Nên em sẽ tư vấn mấy chị kỹ xíu, xíu đó nhân viên chốt đơn mấy chị hỏi phải hỏi tới hỏi lui. Tại tụi nó nhiều đơn nó làm không có kịp đâu mấy chị ơi. Mà chốt lại giúp em nha, cái này là từ 50 kg cho đến 65 kg mặc vừa, em xả 19.000 cho một chiếc áo nam. Chị nào muốn lấy nam thì chốt cho em nam thôi ha. Mấy chị comment cho em là mấy nam 19, ví dụ như 1 nam 19, 2 nam 19, 3 nam 19, mấy chị comment rõ cho em. Tại chị Thiên Thanh này em thấy chị comment lung tung lắm nè. Comment gì mà nó có địa chỉ lung tung hết đó chị. Nhân viên em nãy giờ nó chưa có biết đường tốt mấy chị. Mình cho địa chỉ số điện thoại là mình cho một lần thôi mấy chị. Rồi sau này mình mấy chị cứ chốt bình thường thôi chứ đâu cần mấy chị cho nữa đâu. Xe đen ok chị Phúc Trần. Mấy chị cho một lần một thôi giúp em mấy chị. Chứ mình cho chi nhiều lần, bên em chốt đơn bằng phần mềm mà mấy chị cho một lần một thôi là nó lưu hết rồi. Cần gì mấy chị cho nữa, rồi sau đó mấy chị muốn mua mã gì thì mấy chị comment đúng mã đó giúp em ha. Chứ mấy chị đừng có comment lung tung, em cũng không có chốt được, mất công nó lộn xộn lắm á. Mấy chị muốn lấy mấy áo nam mấy chị comment ra cho em ha. Rồi mấy chị comment cho em là mấy nam mấy chị ha. Mấy nam nha, rồi em comment em chốt thôi chứ còn em không mấy lộn xộn nó mất công lắm mấy chị. Rồi cái set này thì nó bị lên màu, là chỉ có set trắng này bị lên màu thôi phải không? Lọc ra ly ghi nha Thảo. Set trắng này nó bị lên màu thì em tặng mấy chị nè. Mấy chị chốt em là set trắng không đồng. Chốt kỹ kỹ xíu mấy chị thì nó khỏi lộn xộn, đỡ mất thời gian của đôi bên. Mình hàng tới mình khỏi phải nói là lộn hàng không phải này kia mất công. Rồi cái set trắng này là cho bé nha. Bé cỡ tầm 35
35 đến cỡ 45 kg mặt vừa, rồi em tặng mấy chị thôi. Tại sét trắng này nó có bị lem màu, mấy chị giặt qua nước được có thì mấy chị sử dụng, không bé mặt nhà nó vẫn vô tư. Chỉ có riêng sét trắng bị thôi nha. Sét trắng này là em tặng nè. Sét trắng này nó bị lem nên em tặng mấy chị bao nhiêu sét thì em tặng hết bấy nhiêu sét. Riêng màu trắng thôi nha là nó bị nên em tặng hết luôn, dọn kho em tặng hết luôn. Sét trắng không đồng cho em. Chị Thiên Thanh là áo nam này nè, 19.000 mỗi cái một màu, Thảo lựa đi Thảo. Sét trắng ok cho chị Nguyễn Hiền. Sét trắng là ok cho chị Nhì Vũ. Sét trắng ok chị Hằng Nguyễn. Sét trắng ok cho Đào Hoàng Thanh Trúc. Rồi mấy chị này hoàn tặng hết cho gọn mà, dọn kho luôn tặng luôn. Ok chị Hoa Giấy. Chị nào lái báo em tặng còn mấy set nữa hết. Em tặng sạch luôn cho nó gọn gàng ngăn nắp cái kho. Rồi còn 1, 2, 3, 4 set nữa nha. Ok cho Nguyễn Anh Đào luôn. Rồi chị nào lấy mấy chị chốt em là set trắng nha. Là set trắng này em sale mấy chị luôn, tặng mấy chị không đồng luôn. Coi thử ai gọi hả. Alo. Dạ dạ vâng ạ, lúc nãy em vô mà em chẳng thấy ở đâu hết chị ơi. Dạ 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 rồi đợi em xíu chị. Nó nhây ghê, nó gửi qua thì nó cứ gửi đi, sao có thấy cái gì đâu. Nó ẹt ẹt hoài, nó điên. Tặng nè, tặng xếp chặn ok cho chị Thu Vân Vân nè, cho chị Vân An nè, cho chị Vinh Nguyễn nè, cho chị Phúc Mỹ nè. Rồi em hết rồi đó, hết rồi, hết cái set trắng không đồng rồi. Cái giờ cái set đen này thì em bán được đồng nào bán nè. Kiếm miếng mắm, miếng muối nè, nổ tục quần ta ra. Này là gì đây? Set đồ bơi hả? Set bơi phải mặc con mannequin bà. Sét bơi này mặc của mannequin sao để chung cái này không biết được. Sét đen này thì hoàn toàn, sét đen này nó không bị lem màu mà thậm chí nó rất là đẹp luôn. Rồi mấy chị cắt sét đen này mấy chị nè. Sét đen nha mấy chị nha. Sét đen này Hoàng bán tặng mấy chị giá 15.000 thôi. Rất là đẹp luôn, Hoàng nhập vô là giá 32.000. Hoàng sale mấy chị 15.000 luôn. 15.000 mấy chị chốt đơn đi giúp Hoàng. 15 nha. Chị nào lấy mấy chị chốt Hoàng là sét đen 15. Sét đen này 15.000 chốt đơn đi giúp Hoàng. Sét đen 15.000 nha, chị nào lấy chốt Hoàng là sét đen 15. Cái này là từ 35 cho đến cỡ 48 ký mặt vừa, Hoàng sale mấy chị 15.000 luôn nha. Chị nào lấy chốt Hoàng là sét đen, Hoàng sale 15. 15.000 ok cho Nguyệt Lê, sét đen 15.000. Rồi Hoàng sale 15, 15 luôn. Chị nào lấy chốt đơn đi chốt Hoàng là sét đen đó 15.000 nha. Quần loan là Hoàng tặng mấy chị 19.000 luôn nè. Đầm trắng này Hoàng sale một cái lên. Rồi cái quần loan này Hoàng xả 19 mà cái quần loan này vải đẹp cực kỳ. Phôm này 58 cái mặt vừa mà vải đẹp cực kỳ, mà quần có túi luôn, ở dưới là bo ống luôn, đẹp giả man luôn hả, thiệt luôn. Rất rất đẹp luôn. Rồi chị nào lấy mấy chị chốt lên giúp Hoàng là quần loan nha, 19.000. Quần loan này xem mấy chị 19 luôn, vải đẹp lắm. Cỡ 57 58 cái mặt vừa, áo nam 19 hai cái, xe đen ok chị Thu Tâm. Chị nào lấy quần loan chốt lên giúp em quần loan là 19.000 nha mấy chị nha. Đây, mỗi thứ còn một ít đó hả, em xả hết luôn. Chị Nguyệt Lê á hả, chốt đơn cẩn thận giúp em chị ơi. Em hả, nói chung là mấy chị khách mới mấy chị chưa biết tính em á. Em từ xưa đến giờ là chị nào mà hủy đơn, đổi đơn, xả đơn trên livestream là coi như em xả hết hàng luôn, em không bao giờ bán được mấy chị. Đó là quy tắc của em ha. Em nói chung là em không có thích sự lộn xộn. Tại vì người này được á thì người khác phải được. Mà riết như vậy là một cái livestream của mình chỉ để đổi với xả thôi, nó rất là lộn xộn. Tại vì em cho người này được thì người kia họ không cái ơ chị ơi cho em xả luôn cái lúc nãy với, đúng không? Cho nên mấy chị lưu ý giúp em nha. Nếu em cho phép mấy chị xả 1 đến 2 cái
một đến hai sản phẩm mấy chị cảm thấy không hài lòng, không vừa hay này kia khác nọ, nhưng khi đó là nhân viên nó lên đơn, mấy chị báo nhân viên và hạn chế ở mức tối đa giúp em nha. Hàng sale giá rẻ mà chị nào như vậy là lần sau em không có chốt nữa, mấy chị lưu ý giúp em nha. Nghe kỹ xong chốt với chị, chứ chốt xong rồi hủy nó rất là mất thời gian, em không có đồng ý. Mà chị Nguyệt Lê nãy giờ chưa hề cho số điện thoại luôn chị ơi. Rồi đặt hàng nãy giờ mà chưa cho số điện thoại chị ơi. Rồi set đen ok nè, Đoàn Thị Thì Hương set đen, Lụa Nguyễn set đen, chị Phúc Trần Loan 19 ok, Phượng Kim cho chị Đào Trần ha. Chứ là mất công mấy chị. Rồi chị nào lấy trắng nam nè, mấy chị chốt em là trắng nam nè, em sale 25, cỡ tầm 65kg mặt vừa, trắng nam nè em sale 25 nha, 25.000. Em có một cái đầm sọc này nó hơi bị bụi, em tặng mấy chị nè, cỡ 55kg mặt vừa, đầm sọc không đồng nha, nó bụi xíu ở đây, nói chung là giặt qua nước là nó sạch hết á, nhưng mà em tặng cho mấy chị cho gọn luôn. Rồi không có kaki nam đâu mấy chị ơi, hôm nay là em đi xả đồ, đồ đang lộn xộn ha, đồ nó đang lộn xộn mấy chị nha. Mấy chị lưu ý giúp em mà có nhiều chị khách mới là không có biết á, có nghĩa là như thế này nè, cái mã đó mấy chị chốt nhưng mà chưa chắc là được chốt hàng nha, để ý giúp em nha. Mình chốt là một chuyện mà được em chốt là một chuyện mấy chị nha. Chứ hồi đấy khi nhân viên chốt đâu mấy chị nó ủa sao lúc đó chị có comment mà sao chị không được, rồi mấy chị cãi nhau với nhân viên là nhân viên nó cũng xả hàng luôn á, tại vì em cho phép nói như vậy. Mấy chị để ý giúp em, khi nào nghe em gọi tên mấy chị được cái mã đó mình mới có hàng cái mã đó, còn nếu như không được gọi là không bao giờ có nha. Rồi chị Đoàn Thị Thì Hương ok, đầm sọc không đồng chị Hoa Giấy nha, chứ không phải là mấy chị chốt rồi mấy chị có đâu. Chốt á là mấy chị chuyện mấy chị chốt thôi, nhưng mà do hàng em nó chỉ có số lượng là một cái hai cái thì chị nào comment trước mới có, chứ còn mấy chị comment sau thì nó đâu có đâu. Chị Văn Vinh Nguyễn ok, trắng 25. Chị Ngọc Thị Mỹ Hạnh Lê này nè, đó xả hàng xong là sau này không bao giờ em bán nữa đâu chị, nên mấy chị cứ yên tâm, đã xả hàng xong là mấy chị ra khỏi livestream của em luôn, không bao giờ em chốt nữa nha. Cái này mấy chị chốt lại giúp em là tím 25.000, tím 25.000 chốt đơn ha. Chứ mà đặt xong cái nhân viên báo đơn, cái mấy chị nói ôi cho chị xả đi, cái bữa sau mấy chị vô mua nữa ai bán nữa, niềm tin đâu bán nữa, bán xong mấy chị xả tiếp sao. Nên thà mình đừng có bán thì mình khỏi tức giận ha. Tím 25 ok cho chị Hà Nguyễn, mình không bán là mình khỏi tức, mình khỏi bực bội. Bán xong mình đâu có chốt được, mình cũng tức nữa, mình tự làm khó mình. Nên là em mà chị nào xả rồi em không chốt nữa đâu. Rồi một cái chân váy 25.000 luôn mấy chị nè. Chân váy này 25.000, cỡ tầm 55kg trở lại mặt vừa, chân váy 25. Chân váy 25 cũng tên Nguyệt Lê, mà các bạn Nguyệt Lê có cái hình avatar này á, ở Sài Gòn, Hồ Chí Minh. Bạn mua em đến giờ là chắc là cũng nhiều năm lắm rồi, mà hai chị em vừa là bạn sĩ bạn hàng thân lắm. Còn chị Nguyệt Lê mới này hơi lộn xộn này. Quần caro với chị chốt đơn cho em 45kg mặt vừa, còn sale với chị 20.000, 45-46kg mặt đường còn sale 20 luôn nha. Mà cũng size L bự chứ hè, mà sao cảm giác cái nhỏ nhỏ này mình xem với chị 20 luôn cho nó gọn, 20.000 nha. Chốt đơn đi chú Hoài. Cái đầm thổ cẩm mấy chị, cái đầm thổ cẩm em xem với chị 25. Đầm thổ cẩm này em xem với chị 25.000 luôn. Cái form này là 70kg của mặt vừa nha. Nói chung là đầm này là chất vải là thun lạnh mà form nó bự lắm á. Rồi chị nào lấy chốt đơn đi giúp em. Đầm thổ cẩm nha, đầm thổ cẩm 20 ok cho chị Phạm Thế Bảo, quần 20 đúng không? Ok chị Phạm Thế Bảo. Hàng xả cho nên là đôi khi nó đâu có nhiều mấy chị, nó chỉ có 1-2. Một đôi dép sụp này là size 35 nè, em xem mấy chị 25 nè. 25 nè, chốt đơn đi giúp Hoàng. Một cái đôi này là size 35, đôi sụp nha, sale mấy chị luôn là 25.000, 25 nha, dép 25.000, chốt đơn đi giúp Hoàng. Dép 25 chốt đơn, đầm 25 ok chị Lê Thái Thanh này. Đầm 25 chị Lê Thái Thanh. Trời ơi, một cái quần tây Becky nó quá đẹp luôn. Sụp mấy chị ơi, sụp ok chị Lê Thái Thanh này. Rồi cái này mấy chị chốt đi giúp Hoàng là quần đen nha. Quần đen này nó hơi nhỏ nên hoàng xem mấy chị 20.000 nha. Ôi mà cái này để seri mặc được đúng không hả? Nói chung là cỡ tầm cái này là cỡ 40-42kg mặc được á. Hoàng xem mấy chị luôn 20.000 luôn nha. Quần tây hàng hiệu đàng hoàng, mà nó hơi nhỏ nên hoàng xem luôn. Hoàng xem luôn cho mấy chị nha. Chị nào lấy mấy chị chốt đơn đi giúp Hoàng. Quần mấy chị chốt đơn đi giúp Hoàng là quần 20.000 nha, cỡ tầm là 42-43kg gì đó. Một đôi dép bé size 33 này, hoàng sale 35 luôn. Một đôi dép bé này size 33, hoàng sale 35.
dép bé là họ đã may hết rồi nha. Đây hàng này cái khách xả ra xả vô hàng sale luôn. Rồi chị nào lấy chốt hoặc là bé 33 35.000. Bé 33 35.000 nha, chốt đơn cho Hoài. Bé 33 35. Dép hả? Dép thì mình coi thử còn sót đôi mua không. Dép 35 ok cho chị Hằng Nguyễn nè. Dép này 35 ok chị. Em xả hết luôn. Bé 33 em hết rồi, em còn cái đôi bé 34 nè. Của khách xả ra nè, chị thấy không? Của khách không đủ đơn á, nhân viên xả ra nè. Một đôi bé size 34 nha. Nè, mấy chị thấy cái đôi dép không? 34 35.000 nè. Bé size 34 35.000. Đen 20 ok cho Nguyễn Anh Đào. Đen 20 cho Nguyễn Anh Đào. Một cái áo này là áo nữ mấy chị, 65kg mặc được. Cái này mấy chị mặc chung với quần ngố nó rất là đẹp luôn nha. Chị Hằng Nguyễn ok và dép. Cái này là có mẫu mặc luôn mấy chị nha. Áo sơ mi nữ 65kg trở lại mặc được. Vải tôn rất là đẹp luôn. Em sale tặng mấy chị giá 25 luôn. Có mấy cái thôi. Với lại còn sót mấy quần ngố cho chị đi. Mấy chị mặc chung cái này với quần ngố là ra một set đẹp ơi là đẹp luôn. Đẹp ơi là đẹp mà vải này là cực mê luôn nha. Áo sơ mi nữ cho em nha. Áo sơ mi nữ chốt đơn đi giúp em. Áo sơ mi nữ chốt đơn đi giúp em. Rồi chị nào lấy mấy chị chốt đơn đi giúp em nha. Đây. Cái này mấy chị chốt đi giúp em là sơ mi nha. Sơ mi 25.000 luôn. Em bán tặng mấy chị nha. Có hai cái thôi. Em bán tặng mấy chị chứ không có giá này đâu. Trời ơi cái áo này đẹp lắm. Vải tôn sơ mi. Vải tôn rất rất là xịn sò combo luôn. Rồi chị nào lấy chốt đơn đi giúp em. Búp bê 35 là gì? Búp bê 35 đâu? Đâu có búp bê đâu. Dép bé 35 hả? Tự nhiên búp bê gì bà. Rồi chị nào lấy mấy chị chốt đơn đi giúp Hoàng nha. Chị nào lấy mấy chị chốt đi giúp Hoàng là sơ mi nha. Chị nào lấy sơ mi chốt Hoàng sơ mi. Có mấy đôi dép mang lên chị sale đi. Một cái đen đó chị nè. Đen mặt cười nha. Cỡ 58kg mặt cười nha. Đen mặt cười này hàng sale 25 luôn. Sơ mi hai cái ok cho chị Lê Thái Thanh. Khách mới là mấy chị mua không quá 10 sản phẩm cho em thôi nha. 10 sản phẩm là mấy chị muốn mua nữa là mấy chị phải cọc nha. Rồi cái này mấy chị chốt em là đen mặt cười em sale 25.000. Chứ khách mới là bên shop em không có giải quyết bán nhiều mấy chị. Đen 25 ok cho Nguyệt Lê. Rồi cái xanh loan này mấy chị 25.000. Loan xanh 25.000 chốt đơn. Loan xanh 25.000 chốt đơn. Mấy cái áo này hàng xã đồng giá 25 hết luôn. Lỗ tục quần luôn. Hàng Maxino đàng hoàng này. Chị nào mà trong giới bán đồ là mấy chị biết. Trời đẹp quá trời luôn. Đen này mấy chị chốt lên với Hoàng là đen 25.000. Chốt lên với Hoàng mã số 2 đi. Mã 2 25. Loan 25 cho chị Lê Thái Thanh. Em kiểm tra từ chị Lê Thái Thanh nhiều cho em. Sao thấy phần mềm nó báo rồi đó chị. Muốn mua nữa là cọc với em chị nha. 10 sản phẩm thôi chị. Rồi mấy chị chốt lên giúp em là mã 2 nha. À, đen mã 2 25.000. Rồi cái này mấy chị chốt lên giúp em là quần nha. Quần này là cỡ 55-57kg mặt vừa. Quần này em sale 20. Quần ngố này 20 nha. 55-57kg mặt vừa. Quần ngố 20. Quần ngố 20.000 chốt đơn lên giúp em. Quần ngố 20 chốt đơn. Chị cọc hả? Dạ. Rồi ok chị. Chị cọc giúp em là vô lựa. Đen số 2 ok cho Đào Trần nè. Thảo nhắn mã số tài khoản qua cho chị đi. Rồi chị nào lấy xanh chữ, chúc em xanh chữ form 40-65 25.000. 25.000 nha, chị nào lấy chốt đơn giúp em. Ok nè, ngố 20 cho chị Phạm Thế Bảo. Một cái áo hồng mấy chị nè, dễ thương ha. Rồi mấy chị chốt đi giúp em là hồng 25.000. Cái này 65kg cũng mặc vừa nha, hồng 25. Hồng 25 đơn nha. Đồng giá 25 hết á mấy chị. Xả hết đồng giá 25. Một cái đen nam nè, cỡ 60kg, 62kg mặc vừa đen nam này 25. Đen nam 25.000 luôn. Hồng 25 ok cho Nguyệt Lê. Quần đó là quần nữ chị, quần nữ. Ủa mà quần đó à dạ quần nữ chị. Một đôi dép nai mấy chị nè. Size 42 nha. Nai 42 29.000. Một đôi dép nai size 42. Mấy chị comment cho em như vậy đi nè. Xanh 42 29.000 nha. Gạch phát 29.000. Xanh chữ 25 ok cho Phan Nguyễn nè. Cái này là xanh size 42 nha mấy chị nha. Xanh size 42 29.
Xám này là size 40-29. Hàng này là rất là đẹp luôn. Xanh 42-29 ok cho Nguyệt Lê nữ, bỏ ra giùm được không đó. Nãy giờ em giải quyết như vậy là em rất là phiền luôn mấy chị nha. Em nhắc lại lần cuối nữa, nếu như chị nào còn xả trên livestream là từ nay em cài đặt không bao giờ bán luôn nha. Mấy chị để ý giúp em nha. Em cảnh cáo rất là nhiều lần luôn rồi nha. Cài đặt cái chị Phạm Thế Bảo lại luôn. Cái này nguy hiểm luôn. Em đã nhắc rất là nhiều lần. Em cực kỳ bực bội như vậy luôn á. Có thể giải quyết cho một người là người kia được. Chút nữa chị kia xả hàng luôn. Chị Phạm Thế Bảo cho xả hàng luôn. Cho hai chị đó xả hàng, cài đặt hết vô phần mềm chị. Hai chị khách đó xả hàng. Em mà đến người thứ hai là em nóng em không kiềm chế được. Cái chị Phạm Thế Bảo khách cũ thì lần sau vô mua, còn cái chị kia khỏi bán nữa luôn cho chị. Hãy mà cứ xả một cái em là nói rồi. Mấy chị để ý giúp em, khi mà mấy chị xả là nhân viên nó phải ra cái đống đó, nó tìm lại cái hàng vừa like quăng ra đó, bỏ ra là em không bao giờ em bán nữa. Em đã nói rồi, nếu như mình lỡ mà chốt lụi á thì đến khi nhân viên nó chốt đơn, đúng rồi, nhân viên nó chốt đơn, mấy chị hỏi nó xả cho em đang bán hàng mà chị nào xả là em cài đặt lại luôn. Em nói 100 lần rồi, mấy chị không để ý tính em mà em cấu mấy cái đó lắm. Bán thì bán mà có khi em không cần bán luôn á. Rồi cái xám này là xám 29.000 ok. Văn Minh Nguyễn cài đặt hết hai khách đó lại cho chị Thảo và tìm đồ của hai chị khách đó xả hết ra giúp chị luôn. Dạ đúng rồi, con hay nóng lắm con, mà trong khi con lại nói là cho xả trong tin nhắn. Thiệt chứ, khi nào nhân viên nó chốt đơn thảnh thơi mình bảo chị ơi xả cho em một cái hai cái, con đang livestream mà cứ gì nữa. Thế mà cô Loan để đi con, cho một người là người kia y tiếp nữa chút nữa à. Thì đó xả nữa y như mắt phong long vậy con, mà nó con ghét kinh khủng khiếp. Cái này là size 34 mấy chị này, bé 34, 35.000 em nói mấy chị rồi, mình không ưng cứ im lặng mua tiếp đi. Lưu nhắc lại cái sản phẩm đó, khi nào nhân viên nó báo đơn nó chị ơi em ơi cho chị kiểm tra lại cái quần đó thử coi rồi thôi em thông cảm xả giúp chị một cái hai cái, em cho phép mấy chị xả mà là mấy chị lúc em bán là không phải lúc em xả hàng nha. Rồi cái này là size 41 mấy chị nè, mà cài đặt luôn lại giúp chị luôn. Rồi chị nào lấy hình như là chị Phạm Thế Bảo này, chị này chị thấy có một khách hàng trùng tên luôn là Phạm Thế Bảo luôn ha. Rồi ok, rồi mấy chị chốt đơn đi giúp em. Cái này là Gucci size 41 29.000 nha, để em tập trung em bán, mất thời gian của em là tiết kiệm thời gian hết sức rồi. Rồi chị nào lấy mấy chị chốt đơn đi giúp em là một đôi bé size 34 nha, một đôi bé này size 34 em xem mấy chị 35. Hỏi kiểm đơn hàng chị nhận rồi, khỏi kiểm đơn hàng chị nhận rồi hả, chị già Thảo nhận rồi, khỏi kiểm đơn hàng. Dạ rồi ok chị. Sơ mi 25 cho chị Đức Nguyệt, sơ mi 25 là sơ mi tôn á, size 42 nhé hả, màu xám đâu phải size 42 chị, màu xám đâu phải size 42, size 42 bé 34 ok cho lụa Nguyễn này. Màu xám size gì á Thảo, mấy chị ơi nghe kỹ size số ký rồi chốt nha. Em nhắc lại một lần cuối cùng cho tất cả các chị còn xem livestream nha, em mà đã giận em xả rồi thì sau này mấy chị có mua trời mua đất em cũng không bán nữa luôn á. Nhắc lại nha, tại vì em không có bán ế mà em ghét sự lộn xộn, mất thời gian của em, hiểu không? Cái đôi dép đó thay vì là ngoài thị trường người ta bán tới 65.000 em bán mấy chị có 29.000 là mấy chị biết là em muốn xả cho nó gọn gàng cái kho của em, bởi vì nó chỉ còn mỗi thứ có một hai đôi thôi. Em đã nói mấy chị rồi, để ý giúp em, mình ưng mua cái gì cũng được mà không mua cái gì cũng được, nhưng đừng lộn xộn là được. Lộn xộn là em cực kỳ cấu, tính em cấu ghê lắm. Rồi chị nào lấy chốt em là Gucci 41 nha, Gucci 41. Còn của chị Vinh Nguyễn chị nói là em size 42 nhé, là sao em coi thử cái đôi đó mà không phải size 42 thì bỏ ra cho chị bán cho người khác. Dạ rồi em cảm ơn hả. Mấy chị nghe em tư vấn xong chốt, mắc cha mắc ông gì bỏ của chị Vinh Nguyễn ra luôn đi, chị Vinh Nguyễn mua cũng khỏi bán nữa luôn đi, rắc rối. Em tự nhiên em nói cái đôi sạch, em nói thiệt với chị, chắc đôi của người ta nó sự sò như vậy nè, người ta bán biết bao nhiêu tiền mà bán có 29.000, thiệt luôn. Cái này là xám size 41 mấy chị nè, mang thử đi em mới biết, tại cái này nó ghi số 6 em chẳng biết gì mà đôi rất là xịn luôn. Cỡ 41 đó mấy chị, xám này size 41 29.000 cho em nha, mấy chị phải comment là xám 41 29. Hàng này mà ở đâu mà ai bán cho mấy chị 29.000 đôi, thiệt luôn á. Chẳng qua cái này em ưng thì em xả cho em để shop em bán còn kịp nữa, nhưng em thích em xả luôn. Rồi một cái đôi Gucci này size 41 luôn, 29.000 hết luôn nha. Xám size 41 29 cho Đỗ Ngọc Dung, lộn xộn là mất lượt, đồ đẹp là cũng không có nha. Em nói thiệt, cái đôi nó hơi bị xịn nha mấy chị, mà có 29.000 thôi, quay khiết rồi nó hơi bị đẹp á. Nó thiệt mấy chị luôn á, mà lộn xộn là em ghét á. Rồi cái này mấy chị chốt em là Gucci 41 29.000. Nghe kỹ cái size xong chốt. Cái này là Gucci 40 29.000. Gucci 41 29.000 ok cho chị Thu Tâm.
Rồi em còn một đôi Gucci 40 thôi. Một đôi Gucci 40. Một đôi sọc này size 39. Một đôi sọc đỏ này 39. 29 ngàn hết nha. Mấy cái dép này em bán đồng giá 29 hết đó. Dép để em bán đồng giá 29 hết. Một đôi dép bé size 25 này em bán mấy chị 20 ngàn thôi. Bé size 25 em bán mấy chị 20 ngàn. Do tay thì nó mang có 20 chứ còn không là em chừa cho nó mang. Sọc 29 ok cho Ngọc Linh. Sọc 29 là size 39 nha, mấy chị để ý giúp em nha. Em đã nói rồi, lộn xộn này là chết với em. Em ghét lắm luôn á. Bé 20 ok cho chị Ngọc Linh. Gucci 40 ok cho Đào Trần. Một cái đôi trắng này là size 37 nè. Em bán mấy chị 25 thôi. Trắng 37 25 ngàn. Trắng 37 25 nha. Trắng 37 25 nghìn. Một cái đôi thể thao cho bà bé nhóc size 31. Tặng đi, tại nó hơi bụi xíu hoàn tặng luôn. Tặng luôn nha. Trắng 25 ok cho chị Ngọc Linh. Rồi chị nào lấy mấy chị chốt thôi. Chốt với Hoàng là mã tặng nha, size 31 thì Hoàng tặng. 31 tặng nha, ok cho chị Ngọc Linh nè. Một cái đôi sandal này size 35, bán với chị 35 ngàn. Một đôi sandal size 35, bán 35 ngàn. Sandal 35, bán 35. Sandal 35, bán 35, chốt đơn với Hoàng. Sandal 35, bán 35 nha, chốt đơn đi với Hoàng. Sandal 35, bán 35. Trời, một cái đôi nam này nó quá đẹp mà nó còn hơi bị bong bong một xíu cũng ghê ha. Đôi nam này mấy chị nè, 35 ngàn ok cho Nguyễn Phụng nè. Trời mấy chị ơi, cái này uổng ghê lắm. Đôi giày của nam đẹp ơi là đẹp luôn, xịn ơi là xịn mà nó bị bong ở bên trong một xíu rồi. Em tặng mấy chị luôn size 39 nha. Chốt em là nam tặng nè, size 39 nha, em tặng luôn. Bên trong nó hơi bị lột cái lớp da lên xíu thôi, không có sao hết rồi. Nóng quá nó lột đó, em tặng mấy chị luôn. Tặng luôn mấy chị. Em đã nói vậy em mới nói là em dọn kho. Bán được thì bán, không bán được em tặng đây mấy chị, đừng lộn xộn để em tập trung em livestream á. Một cái đôi này 42 em tặng này. Nam tặng nha, nam tặng một cái đôi này 42 tặng. Nam tặng ok chị Nhi Vũ này. Cái này là 42 này, size 42 em tặng. Size 42 em tặng. Bốn hai em tặng mấy chị, chốt đơn đi chứ mà. Một cái đôi 39 nào xem mấy chị 20 ngàn. Xin đan 42 ok quay. Chị Sa Trần này nè, chắc không có đầu của đen của tôi mà biếu tiền mà chắc nó mất biết tới giờ không, không biết gì cô Thảo. Rồi chị nào lấy mấy chị chốt đi chứ Hoàng là trắng 39 này Hoàng xem mấy chị 25 ngàn. Trắng size 39 25. Trắng 39 25 nha. Một cái đôi này là size 37 nè. 37 nào hàng sale 29 ngàn. Xanh 37 29. Xanh 37 29 ngàn. Xanh 37 29 ngàn nha. Cái này mấy chị chốt Hoàng là một cái đôi này size 38 nào hàng sale mấy chị 20 ngàn thôi. 38 20. 37 29 ok cho chị Ngọc Linh. Cái này là 38 20 ngàn nha. 38 20 ngàn. 39 25 ngàn ok cho chị Lê Thái Thanh này. Cọc giúp em đi chị. Cái này là 38 20 ngàn mấy chị nè. 38 20 ngàn ok cho Đỗ Ngọc Dung nè. Một đôi nam này size 36 35 nè. Nam 36 35 ngàn mấy chị nè. Nam này là size 36 35 nha. Nam 36 35. Nam 36 35 ngàn, chốt đơn đi giúp Hoài. Nam 36 35. Một cái đôi trắng này size 41 mấy chị nè. Trắng 41 29 ngàn. Trắng 41 29 chốt đơn. Dạ cô Đương Thảo nói cho cô là trắng 41 29 ngàn mấy chị. Trắng 41 29 ngàn mấy chị chốt đơn nha mà. Xanh, xanh em hết rồi mấy chị, xanh em hết, xanh em hết. Trắng mấy chị ơi, trắng 41 29 với lại bé size 36 là 35 ngàn nha. Trắng 41 29 mấy chị. Trắng 41 29 và bé là size 36 35 nhẹ. Cái đôi này giật cái mà hơi bền. Cái này là size 41 này. Rồi xịt chết đi, 41 29 nha. Sọc 41 29 nha. Trắng 41 29 ok cho chị Trang Nguyễn này.
Chị Hà Ngô là nam 36-35 ok nè. Một cái đôi sọc này 41-29 ngàn. Mà hàng này hơi bị xịt nha mấy chị. Còn sót là em xả lỗ tục quần cho mấy chị đó. Không bao giờ có đâu. Còn hai áo mặc cười này em xả rẻ mấy chị 39 ngàn luôn nè. Hai áo mặc cười 39 ngàn. Form này là 40. Sọc ok cho chị Sa Trần này làm giá 29 ngàn. Cái này là form 40-65 nha. Form 40-65 chốt đơn. Form 40-65 chốt đơn nha. Chị nào lấy mấy chị chốt đơn đi giúp Hoàng nha. 40-65 chốt đơn. Hai áo là 39 ngàn luôn. 39 ngàn chốt đơn đi giúp Hoàng. Hai áo 39. Hai áo 39 ngàn mấy chị chốt đơn đi giúp Hoàng. Em coi thử còn cái áo mua không em. Còn cái mua không? Á, quay còn đôi dép mua không? Hai áo 39, hai áo 39. Sữa rửa mặt còn được 3 tiếp sữa rửa mặt nhân sâm. Sọc xanh 25 ngàn mấy chị nè. Cái form này là cỡ tầm 55-56kg mặt vừa. Rồi hàng xem mấy chị luôn. Sọc xanh 25. Sọc xanh nè 25 chốt đơn đi các bạn nha. Sọc xanh 25 chốt đơn. Sọc xanh 25 ngàn chốt đơn đi các bạn. Một cái loan mấy chị nè. Loan này là 65kg mặc vừa nam nữ mặc được luôn á. Sale 25 luôn. Sale 25 chốt đơn đi các bạn. Sọc xanh 25, loan 25. Trời ơi dễ thương quá vậy. Rồi mấy chị nè, bé này cỡ 20kg mặc vừa này, set bé 25. Set tôn bé 25 nha. Rồi, 20kg mặc vừa. Hai áo 39 ok cho lụa Nguyễn này. Hai áo 39 cho lụa Nguyễn này. Loan 25 ok cho Ngọc Linh này. Rồi sọc xanh ok chị Vân An này. Hai áo 39 là cho chị Phúc Trần này. Sọc xanh này còn là chốt chị Thiên Thanh này. Rồi set bé 25 ngàn mấy chị. Cái này là bé tầm cỡ 25kg mặc vừa nha, em xả hết. 25kg mặc vừa chốt Hoàng là set bé 25.000. Set bé 25.000 chốt đơn nha mấy chị. Hai áo 39 này chốt cho chị Nguyễn Hồng, còn thì em chốt hết thôi nha mấy chị. Rồi cái này mấy chị chốt em là sọc hồng 25.000. Sọc hồng 25. Form này cỡ 57kg mặc vừa. Chị lát chị nộp thẻ được không em hả? Mấy chị biết chuyển khoản thì chuyển khoản giúp em đi, nộp thẻ là em tiêu luôn. Tại vì tài khoản em bây giờ còn cả triệu bạc mà tụi em toàn xài thuê bao trả sau không, trả trước không. Nói chung là tài khoản là lúc nào nó cũng có tiền nhiều nhưng mà em đang xài thuê bao trả sau chứ lộn. Đăng ký để chốt đơn rồi mấy chị. Một đôi dép nam này size 39 nè. 35 ngàn mấy chị. Nam này size 39-35. Nam 39-35 ngàn, xịn lắm. Nam 39-35. Còn không ấy chị đợi nhận hàng xong chị mua tiếp. Tại bên lúc nào ấy cũng bán hết trơn, ngày nào cũng bán hết trơn. Một đôi dép này là size 40 nè. Size 40 nha. Chị thấy em lấy đơn đàng hoàng. Chị thấy em lấy đơn đàng hoàng là sao? Sọc xanh hết rồi. Ủa sọc xanh chốt rồi mà. Rồi chị nào lấy mấy chị chốt đi với Hoàng là một cái đôi này nè mấy chị nè. Không không, cái áo màu loan này. Rồi chị nào lấy mấy chị chốt đơn đi với em nha. Một cái đen này mấy chị nè. Nam 39 ok. Nam 39. Nam 39 35 ngàn là ok. Đào Trần này. Em không hề bơm hàng á. À ok em. Không, mấy chị mà mua ít thì đâu có sao đâu. Khi nào nói chung là ai mà mua nhiều á thì mới bắt cọc mấy chị. Còn ai mà mua ít á, dưới 10 sản phẩm thì thôi. Ai mua nhiều mới bị cọc nha. Còn mua ít thì thôi. Cái này mấy chị chốt lên giúp Hoàng một đôi này size 40 nè. Đen 40 29 ngàn. Có nghĩa là khi nào mấy chị mua nhiều thì shop mới bắt mấy chị cọc. Còn mấy chị mua ít 200-300 ngàn cọc chi đâu. Rồi áo đen này 20 ngàn mấy chị. Cỡ 58kg mặt vừa. Đen 20. Đen 20 nha. Nam 39-25 hả? Nam 39-25 là gì ta? Nam phải dép nam. Nam 39 là gì vậy? Nam 39 mà Hoàng bán 35 ngàn chứ còn đâu có bán 25. Là cái đôi dép mà. Bán 35 nha. Đôi dép với 35 nha. Một áo đỏ cờ đắp tớp mấy chị nè. 25 ngàn. Chị nào lấy đỏ chốt Hoàng đỏ là 25. Cỡ 55-56kg mặt vừa. Đỏ 25 ngàn. Đẹp lắm. Cái này chị nào ốm mặt đẹp lắm. Đỏ 25 chốt đơn đi giúp Hoàng.
đỏ 25, đỏ 25. Rồi một cái áo sọc mấy chị nè, 25.000 của 60kg mặc vừa. Rồi chị nào lấy sọc 25 chốt đơn đi giúp Hoàng là sọc 25. Sọc 25 chốt đơn nha. Rồi một cái đầm bé mấy chị nè. Cái đầm bé là Hoàng tặng mấy chị luôn, bé cỡ tầm 35-37kg mang vừa chốt Hoàng đầm tặng luôn nha. Xả kho luôn. Đầm tặng. Đầm đó tặng nha mấy chị nha. Đen 29 ok cho Nguyễn Anh Đào. Của đen 29 là gì vậy? Đỏ 25 ok cho Phúc Nguyễn này. Đầm tặng cho chị Lê Thị Minh Thư này. Đen này hả? Đen này thì hai chộp. À đen 29 là cái đen này là đôi dép ha. Rồi ok, đen 29 ok cho Nguyễn Anh Đào này. Nó lộn tùm lum hết chị mấy chị. Rồi cái này là vàng chữ mấy chị chốt đơn đi giúp Hoàng. Form 46-5 25.000. Sọc 25 thì không được đó chị Thái Thanh ơi. Cọc xong mới cho lựa tiếp chị ạ. Cọc xong mới cho lựa tiếp mấy chị. Em bị nhiều rồi. Cho lựa quá trời đến khi xuống chốt đơn mấy chị im lặng cũng đâu có làm được cái gì đâu. Mất thời gian lắm đó mấy chị ơi. Không có được đâu mấy chị. Đồ thì ngày nào em cũng bán. Hôm nay mấy chị không mua, ngày mai mấy chị mua chứ đâu có sao đâu. Bình thường mà. Trắng tim 25.000 mấy chị. Tầm 55kg mặt vừa. Trắng tim 25 chốt đơn. Trắng tim 25.000 chốt đơn nha. Một cái một cái dép đen nè. Dép đen này là size 40 nha. Dép đen này size 41 phần sale 29 luôn. Dép đen 41 phần sale 29.000. Dép đen 41-29. Đen 41-29 luôn. Một cái đôi bé này size 36-35 luôn. Một đôi bé 36-35. Một đôi bé 36-35. Một đôi nam quá trời đất đẹp luôn. Quá trời đất đẹp luôn. Nam này bao nhiêu? Nam này size bao nhiêu ta? Rồi dép 29.000 ok cho chị Ngọc Linh. Size 36-35 nha. Còn đôi nam này kiểm tra thử size máy hả? Size máy mà nó có hơi bụi xíu. Sale rẻ cho mấy chị luôn. Rồi cái quần caro này 20.000. Quần caro này 20.000 mấy chị nè. Của mấy chị gì hồi nãy em xả ra đó. Bán cho chị khác cho rồi. Đỡ xả hoài lắm. Cái này mấy chị nè cỡ tầm 45kg mặc được. Em xem mấy chị 20.000. Hàng rất là xịn nha. Caro 20 luôn. Quần caro 20k. Cái này là size 40 nha chị Ngọc Linh ok. Quần 20. Cái đôi giày này là size 40 nha. Nó có hơi bụi xíu nè. Em xem mấy chị 35.000 lỗ tục quần luôn. Giày này size 40-35. Giày này size 40-35.000 nha. Giày này size 40-35. Bài chả đánh răng hồi nãy có ai xả ra này. 35.000 10 cây nè. Chị nào lấy chốt hoài. 35.000 10 cây nha. Còn mấy cây với do của khách nó không đủ đơn. Hồi xả ra hồi xả luôn cho mấy bà này. Tục quần luôn. Bàn chải đánh răng nha. Cái này là 10 cây 35.000 cho Phượng Kim bàn chải này. 35 giày ok cho chị Ngọc Linh nè. Bàn chải là 35.000 10 cây. Cái này của khách không đủ đơn. Em xả ra đó. Một cái đôi này là size 38 màu nu nè, 35.000. 38 màu nu 35 nha. Một cái đôi này là size 38 này màu nu kem như vậy là 35.000. 35.000 chốt đơn lên hộ em cái. Quần nha xem mấy chị 20.000 cỡ 56kg mặc vừa, quần đen 20. 56kg mặc vừa. Bàn chải nu 38-35 chị Phương Nguyễn Thiên Thanh ok. Mùi bàn chải chị Trang Nguyễn ok. Rồi chị nào lấy mấy chị chốt lên giúp em. Cái này em xả mấy chị luôn. Xả tơi tả một đôi giày này size bao nhiêu. Kiểm tra size giúp chị đi. Một đôi dép này là size 39 này. Hoàng sale 35.000 quá đẹp luôn. Hả? Mấy chị một đôi dép này là size 39 hàng sale 35. Rất là đẹp luôn nha. Sang chảnh cực kỳ luôn. 39-35 ngàn.
3935. Đen 20 ok cho chị Nguyễn Hồng. Rồi cái này một cái đôi giày thể thao này là size 39 nha. Rồi hàng sale mấy chị là 30.000 tại dép 3935 ok cho Sa Trần. Cái này là đôi giày nam này size 39 mà hàng bán 30.000 thôi, tại nó có bụi bên trong một xíu á. Rồi hàng sale mấy chị 30.000 luôn. Nam 39 30.000. Nam 39 30.000. Một đôi dép bé size 36 35.000 mà dép bé nó hơi bị xịn luôn á, hay nó thật luôn, nó quá xịn luôn chứ không phải là xịn nữa. 39 35. 39 35 hồi chốt rồi. 39 30 đi. Đôi nam thì nó còn. Đôi nam thì còn nha mấy chị nha. Chốt đôi mới nhất rồi. Áo là bây giờ hồi xả đồng giá hết cho mấy chị luôn. Vàng kiểu này mấy chị nè, hàng sale mấy chị luôn 25.000 không. Vàng kiểu 25 chốt đơn đi Hoàng. Vàng kiểu 25 3935 hàng chốt rồi. Vàng kiểu 25 mấy chị comment lên với Hoàng là vàng kiểu 25. Một cái quần này là size 26 này, hàng sale mấy chị 25.000. 26 là cỡ tầm 45kg trở lại, mặt vừa tím ép. Tím này size S nha, bán 25. Tím size S bán 25 rồi, cái quần đỉnh luôn. Tím S 25. Tím size S còn bán với chị 25.000. 25.000 chốt đơn đi chú Hoàng. Tím S 25 nha. Tím S 25.000. Một cáo đỏ tay dài nam nữ mặc được với chị này, 65kg trở lại mặt vừa này. Nam này đỏ này hàng xem với chị 25.000. Đỏ 25 chốt đơn đi chú Hoàng nha. À đưa cho chị mấy cái bộ đùi đi, chị sale đi. Thì còn mấy bộ hả? Cái này đùi hay lỡ. Rồi em sale luôn mấy chị. Cái này bộ lửng. Bộ lửng hồi nãy khách chốt chị Vân Anh được chốt quá trời đó. Vàng kiểu ok cho Lê Ngọc Như nè. Vàng kiểu 25.000 nè. Đùi. Đùi. Đùi nè mấy chị nè. Còn mấy bộ đùi này em sale mấy chị này, đỏ 25 ok cho chị Thiên Thanh nè. Yến cà phê 25 là sao ta? Cái gì cũng được tăng lên. Cái bộ đùi này mấy chị này em sale luôn cho mấy chị nha. 2 bộ 45.000. 2 bộ đùi 45.000. 2 bộ đùi 45 nha. Từ 35kg cho đến mấy chị là 55kg. 35 55. 35kg đến 55kg mặc vừa. 2 bộ là 45.000. Rồi em xả luôn. 2 bộ 45. 2 bộ 45. Được có 4 bộ thôi, em xả là hết luôn mấy chị nha. 2 bộ 45.000 chốt đơn đi giúp em. Một cái áo gấu hồng mấy chị này 25.000. Form 40 65kg mặc vừa. Gấu hồng 25. Chốt đơn đi giúp em là gấu hồng 25. Quần tím size S là 25.000 mấy chị nha. Quần tím size S là 25.000. Cái này là bộ đùi luôn. 45.000 hai đùi luôn. 45.000 hai bộ đùi hai mẫu luôn mấy chị nha. Em xả hết. Tại mẫu này còn bộ, mẫu kia còn bộ nên em xả mấy chị là 45.000 hai bộ luôn. Form này là từ 35 cho đến là 55kg. Mặc rất rất là đẹp luôn. Rất đẹp luôn. 45.000 hai bộ nha. Nói chung là mỗi thứ còn một hai bộ em xả luôn. Hai đùi ok cho Trang Nguyễn này. Hai bộ toàn lấy mấy chị hai kiểu vậy thôi. 45.000 xả lỗ tục quần luôn á. Rồi chị nào lấy mấy chị chốt đi giúp Hoàng là hồng nha. Cái này là hồng nè, form 40 65 nè, nam nữ mặc được nè, cá hồng này 25 luôn. Hồng nè, hàng xem mấy chị 25, gấu hồng 25, rồi hồng tay dài 25.000 luôn nha. Hồng tay dài 25 luôn. Rồi một cái loan mấy chị nè, hồng 25 ok chị Ngọc Linh nè. Thúc tay chị, thúc tay. Hồng 25 là hồng này đúng không chị Ngọc Linh, hồng tay dài đúng không? Hồng gấu với chị comment cho em hồng gấu nha. Dài ok chị rồi. Cái này là loan 25.000, form 40 65. Thúc tay của Thái chị. Hồng 25. Còn cái hồng loan này 25 luôn mấy chị, hàng này 25 nha, 25 chứ. 25 25 chứ không phải là 35. 35 là chỉ có áo hot đi mới 35 thôi. Áo sơ mi nữ hồi sáng chút đơn còn sót cái môn. Một cái hồng hot đi mấy chị nè, mà có chưa lại cho chị chứ. Hồng hot đi mấy chị, hàng sale 35.000. Cái đây là áo hot đi mới sale giá 35 nha.
Còn mấy cái khác là Hoàng chỉ bán có 25 thôi. Vôm 40, 70, hồng hết đi 35. Hết đi 35 ngàn mấy chị chốt đơn đi giúp em. Alo. Ờ chị nghe này Duyên nói đi em. Hả? Có chị vô app MB hoài. Ờ. Xin mật khẩu. Cái app đó nó dài thòn lòn luôn. Em nói anh Hiếu nhắn qua cho em, tại anh Hiếu ảnh cài cho chị luôn cái app, cái mật khẩu nó dài kinh lắm. Để chị gọi cho anh Hiếu, chị nói anh Hiếu nhắn cho, chị không nhớ nổi luôn á. Em gọi anh Hiếu đi. Cái này mấy chị chốt lại giúp Hoàng là vàng nha. Chị nào lấy vàng mấy chị chốt lại giúp Hoàng là chữ vàng nha. 25 ngàn. Chữ vàng 25 ngàn chốt đơn lại giúp Hoàng nha. Áo sơ mi mình còn cái áo sơ mi nữ nào không ta? Sơ mi nữ còn cái nào không? Áo hot đi ok chị Phúc Trần 35. Cái này là chữ vàng 25 ngàn mấy chị này. Hot đi cái màu đó bị hết rồi. Nhà mình còn cái hot đi cái kiểu đó không thả? Hot đi cái kiểu đó không? Hay hot đi kiểu nào nữa không? Hot đi còn mẫu nào nữa không em? Sơ mi bây giờ Hoàng xem với chị là đồng giá 28 ngàn một cái sơ mi nha. Chữ vàng là ok 25 cho chị Sa Trần nè. Sơ mi là còn sót cục rồi nữa nè. Cái form này 65kg mặc được, em sale đồng giá với chị là 28 ngàn nha. Em không có chốt màu gì, chỉ biết nó là caro thôi. Nhưng mà nó rất là đẹp luôn mà em sale 28 ngàn. Chị nào lấy bao nhiêu thì lấy có hết luôn. 65kg trở lại là ok luôn. Sơ mi xanh là nam chị, sơ đấy là nam. Rồi chị nào lấy mấy chị chốt em, còn cái này em đang like là nữ nha, mấy chị để giúp em nha. Cái sơ mi em đang bán 28 ngàn là nữ. Nó rất là nhiều màu caro. Và form này là dưới 65kg mặc được. Đây nè. Rồi cái này mấy chị nào hàng sale 28 ngàn một cái. Chị nào lấy chốt đơn đi với Hoàng là sơ mi 28 ngàn. Nói chung là toàn là sơ mi thôi. Sơ mi nữ nha. Form này 65kg mặc được, Hoàng chỉ chốt mấy chị là sơ mi thôi. Chứ Hoàng có chốt mấy chị là màu gì nha. Sơ mi là Hoàng có chốt màu gì. Rồi ok nè. Một cái hot đi nữa ok cho Nguyễn Anh Đào nè. Nguyễn Anh Đào có cái áo hot đi 35 luôn. Rồi cái này dễ thương thiệt ha. Ủa cái này đâu phải sơ mi. Cái này là áo khoác mà. Khoác sơ mi nè mấy chị nè. Mỗi sản phẩm bấm giá tiền vô giùm chị nha em, tại chị mua giùm và có chị ơi. Có yên tâm đi chị, bên em in mấy chị mà comment có giá là em in lại cái bình luận của mấy chị nó có giá luôn. Bên em chốt đơn bằng phần mềm mà. Khi mà mấy chị comment cái gì là bên em in lại cái bình luận của mấy chị luôn. Khác gì hết. Không có giá cho nên là em mới khuyến khích mấy chị là ghi giá vô. Một cái sơ mi nam này 28 ngàn mấy chị nè. 28 luôn nghe, cỡ tầm 55kg mặc vừa như chị Nhì Vũ nha. 28 ngàn ok chị Nhì Vũ. Cái còn cái khoác nam nữa chị nè, Hoàng xem với chị 39 ngàn nha. Khoác và dạng khoác sơ mi. Khoác sơ mi mà của nam nha, 39 ngàn. Cỡ tầm 65-67kg mặc vừa nha. Cái này là khoác. Caro 2 cái 28 ok Nguyễn Anh Đào. Có mấy cái khoác nữa ở trong đây. Sơ mi nam 28 hết rồi chị mấy chị. Có một cái duy nhất cho chị 10 vũ rồi. Còn cái này là sơ mi quần nữ. Cái này là sơ mi quần nữ. Là cái gì đây? Là gì ta? Để làm gì hả? Biết chết liền à, không biết được. Áo khoác sơ mi 39 ngàn ok cho chị Vân An. Một cái trắng cũng là hot đi mấy chị nè. Cái trắng hot đi nhưng mà cái này nó kiểu như là cái chất liệu vải nó hơi mỏng hơn mấy kia. Em này em xem mấy chị là 25. Bình thường mấy kia em bán 35 thì cái trắng này em bán 25 thôi. Trắng chữ đó em bán 25. Đen này em bán 35 nè. Đen 35 nha. Đen 35. Áo nam là hết rồi mấy chị. Hồng nè. Hồng này em xem mấy chị luôn.
trắng 25, ok chị Ngọc Linh nè. Đó, mấy chị khờ mấy trắng 25 là khi em in lại cái phiếu nó có trắng 25 luôn. Hồng này mấy chị nè, rất là đẹp luôn. Form 65kg mặc được, em sale 28 đi. Hồng 28 chút đơn đi giúp em, dạng áo hết đi luôn á nha. Có túi luôn đây nè, đẹp lắm mà em sale 28 luôn đi. Hồng 28, đen 35 là cho chị Ngọc Linh nè. Hồng này 28 chút đơn đi giúp em nha. Hồng 28 chốt đơn, chốt đơn. Hồng 28 ngàn chốt đơn đi giúp em nha. Hồng 28 ngàn chốt đơn đi giúp em. Chị nào lấy sơ mi nữ chốt em sơ mi nữ nha. Sơ mi nữ là 25 ngàn. Cái này là khoác sơ mi nè, 39 nè. Khoác sơ mi nha. Khoác sơ mi là 39 ngàn mấy chị nha. Cái này là khoác sơ mi chứ không phải là sơ mi đâu. Nó có cái khoác sơ mi nha, tụi em để ý nha. Dạng khoác sơ mi này là từ 69 mà sale khách 39 nè. Còn cái sơ mi của nữ thì 28 ngàn. Cái này là sọc hồng 28 ngàn. Mấy chị chốt đơn đi các bạn, là sọc hồng 28. Trắng đen hả? Trắng đen là gì? Cái áo hết đi đó, còn trắng đen thì chốt cho lụa Nguyễn. Hết rồi thôi. Cái này là sọc hồng 25 mấy chị. Form 56, 57 ký mặt vừa, sọc hồng 25. 56, 57 ký mặt vừa, sọc hồng 25 nghìn nha. Theo mấy chị 25 luôn, sọc hồng 25 chốt đơn. Rồi một cái trắng chữ này quá đẹp luôn, marginal luôn 25 luôn. Trắng chữ 25 ngàn nè, vô 40-65 nha. Mấy chị comment cho Hoàng là trắng chữ 25. Một cái loa đen này là nam nữ mặc được nè, Hoàng sale 25 luôn. Hoàng sale 25 ngàn luôn, 25 ngàn luôn, quá đẹp luôn. Nguyễn Hằng là sọc hồng 25, ok. Nguyễn Hằng ơi, cái đơn hàng đó giao cho em chưa? Nguyễn Hằng Vĩnh Phúc á, đơn hàng giao cho em chưa em? Chị nghe nhân viên chị báo là cái đơn hàng đó của em, bưu tá nó mang tới nhà mà trục trặc gì đó, nó đang ở chế độ sắp hoàn á. Em coi thử để chị cho em số điện thoại của bưu tá nha. Rồi em gọi nó giao, hoặc là chị hối nó giao thì em để ý điện thoại nhận giúp chị nha. Có nó hoàn á, nó sắp hoàn rồi á. Sắp hoàn rồi hả Mai? Có số là Loan 25, ok cho Ngọc Linh hả? Thằng bô tá đó chưa chị nè, bé Hằng nó chưa nhận luôn. Mà có bên đó bên bé hay CT? Trời ơi đứa, mà trong khi á là Viettel bé Nguyễn Hằng nó cũng nhận cực nhanh, mà CT nhận cũng nhận cực nhanh luôn. Cái Nguyễn Hằng, Nguyễn Hằng Vĩnh Phúc rồi nè. Mà giờ qua bên bé thì đó mất luôn. Vô thấy chị Hằng này mà hàng báo mấy ngày trời không nghe máy, thường thường 3-4 ngày gì là cũng bị bỏ lên trên chỉ hòn. Vậy đó, ý là em cảm giác bé cực kỳ nhanh luôn. Mà sáng em gọi chị Hằng biết hết á. Tại vì mình có bác sĩ khi nào mình lấy. Cúc đen mấy chị chốt đơn đi với Hoàng 25 luôn. Cúc đen 25, bảo họ giao lại cho em mới nè. Đó em in ra rồi em báo với anh Ngơi nè. Làm ăn đi thì làm sao mà mình có thể mà đủ niềm tin mà làm. Áo ba lỗ mấy chị, Hoàng sale mấy chị là 2 áo 29 ngàn luôn nha. Còn mấy cái Hoàng sale 2 áo 29 ngàn. Cái form áo ba lỗ này thì nhỏ nhỏ con mới mặc vừa mấy chị nha. Mập là không mặc vừa, cỡ 55-56kg, 55-56kg trở lại mặc vừa thôi. 2 áo 29 ngàn là một áo cửa 14.500, quá rẻ luôn. Xả tụt quần luôn. Cái này là một áo bình thường Hoàng bán 29 ngàn rồi, giờ 2 áo cũng bán 29 ngàn luôn. Chốt đơn, chốt đơn. Rồi chị nào lấy chốt đơn đi với Hoàng nha. Cái này là một cái đen kiểu nè, Hoàng xem mấy chị 25 luôn. Đen kiểu 25 ngàn, 60kg mặc vừa đen kiểu 25. Rồi ba bộ lụa này nè, của khách hôm qua chốt rồi không đủ đơn, Hoàng xã với chị là 95 ngàn nha. Ba bộ lụa là 95 nè, quá đẹp luôn. Ba bộ lụa đùi cánh dơi, form là 40-62kg mang vừa luôn. 40-62kg mang vừa, 40-62kg. Rồi chị nào lái chốt đơn đi giúp Hoàng. Rồi ba lụa 95. Ba bộ lụa 95 ngàn, chị nào lái chốt Hoàng là ba bộ lụa 95 nha. Cúc đen ok nè. Cho chị Lê Thị Ngân này 20 áo ba lỗ cho chị Vân An nè. Chị nào lái chốt Hoàng là ba bộ lụa nha, 95 ngàn nha. Quá đẹp luôn. Bộ lụa bài này kia khác nọ, đây là bộ lụa nha mấy chị nha. Hoàng cực đẹp luôn. Ba bộ mà 95 ngàn, full viền này kia luôn. Không bao giờ có luôn. 40kg cho đến mấy chị là 60-62kg, rất là đẹp luôn. Ba bộ cho ba kiểu, cái này là bài nè. Rồi tiếp tục là hình con thú này, rồi lập thể luôn. Quá đẹp luôn. Chốt đơn nữa Hoàng, ba bộ lụa 95. Này là hôm qua chốt khách rồi, một số chị không nghe máy, mấy đứa nó bỏ ra này.
hàng này là không có để bán mấy chị ơi, lụa mà cánh dơi luôn nha, đẹp lắm mấy chị ơi, đẹp ơi là đẹp luôn. Đây toàn bộ là cánh dơi nha mấy chị nha, toàn bộ là cánh dơi, cánh dơi, cánh dơi. Rồi chốt đơn đi giúp mày, ba lụa 95. Ok cho Linh Nguyễn khách mới cho Hằng xin thông tin số điện thoại. Ba bộ lụa 95.000, lụa cánh dơi form 40 62 kg mang vừa nha, đẹp lắm khỏi chê luôn đi. Hàng này cánh dơi tay nó dễ mang lắm á, Hoàng mập ú mà Hoàng còn mang còn đẹp luôn á. Rồi chị nào lấy comment giúp Hoàng, ba bộ lụa 95. Cái này là có túi, túi nha, túi toàn bộ luôn, hai bên đều có túi hết. Linh Nguyễn khách mới ok em cho chị xin số điện thoại nha cục cưng. Ba bộ lụa 95. Ba bộ lụa 95.000. Này coi thử chị nào không đủ đơn thì đẩy qua cho chị khác luôn. Nè, đẹp lắm. Hai túi như vậy nè. Rồi khách mới cho chị số điện thoại đi em. Chị Phúc Trần ok nè. Quá đẹp, quá rẻ luôn. Lấy chị bộ phi lụa đỏ sao chị? Phi lụa đỏ là bộ nào ta? Có cái bộ này khách không đủ đơn hả? Bộ reo này hàng sale 39.000 nè, bộ sơ mi reo này 39 nha. Bộ sơ mi reo này hàng sale 39.000 luôn. Form này là 65 kg trở lại mặt vừa luôn nè. Bộ này là bộ thiết kế sơ mi nha, quá đẹp luôn, 39.000. Reo 39 chốt đơn. Reo 39.000 chốt đơn nha. Rồi một bộ phi này hàng sale 20.000 luôn, cỡ tầm 50-52 kg mặt vừa. 52 kg mặt vừa nè mấy chị, chốt đơn đi giúp Hoài. Bộ phi nha, 20.000 chốt đơn đi giúp Hoài. 52 kg mặt vừa thôi nha. Rồi thấy rồi em, sơ mi, bộ sơ mi ok này cho chị Sa Trần này. Một cái khoác dù màu trắng này. Đỏ lấy cho em Lê Thị Minh Thư này, bộ này 20.000 nè. Rồi, dù trắng này xem mấy chị 45.000 luôn. Ba bộ lụa 95 ok Nguyễn Tôn. Ba bộ lụa mà 95.000 là siêu rẻ luôn á. Bình thường một bộ đó là bán tới 55.000 luôn á. Bây giờ sale 3 bộ 95.000 mấy chị. Rồi chị nào lấy chốt đi chú Hoàng là dù trắng 40 cỡ 60 62 kg mặt vừa nha. Lấy thông tin rồi em, cho một lần mà chị lấy rồi em. Rồi chị nào lấy nữa mấy chị chốt đơn lên chú Hoàng. Rồi một cáo hồng kiểu mấy chị nào hàng sale 20.000. Cỡ tầm 48 kg trở lại mặt vừa chốt lên chú Hoàng là hồng kiểu 20 nha. Hồng kiểu này sale 20.000 chốt đơn. Một cái đầm mấy chị này hàng sale mấy chị 15.000. Đầm 15. Cái này cỡ tầm là 50 kg mặt vừa, đầm 15.000. Chị nào lấy đầm 15 chốt đơn đi giúp Hoàng là đầm 15. Một cái sơ mi màu trắng hàng sale 15.000. Tại cái này là cỡ tầm 45-47 kg mặt vừa thôi nên hàng sale luôn. Khoác dù trắng 45 ok cho Linh Nguyễn nè. Áo trắng đó 15 mấy chị chốt đơn đi giúp Hoàng. Trắng đó size nhỏ hàng sale 15 nha. Size nhỏ hàng sale 15.000. Một áo chuột Mickey 25 mấy chị nè. Form này là 40-65. Chuột. Áo chuột 25. Áo chuột 25.000 chốt đơn đi chú Hoài nha. Một cái quần ngố này, ống rộng này. Trời ơi. Rồi xem mấy chị 25.000 luôn. Cỡ tầm 57 kg mặt vừa, quần xanh 25. Trắng 15 ok cho Cẩm Tiên. Quần đầm 15 ok cho chị Nguyễn Hồng. Quần xanh này 25 mấy chị, quần xanh 25. Một cái áo vàng kiểu này sale 20, cỡ 57 kg mặt vừa. Vàng kiểu này 20. Quần ngố 25 ok cho Nguyễn Phụng luôn. Vàng 20. Rồi cái này là màu cam tây 20, cam đất 20. Màu cam tây 20. Rồi cái này là tím 20 luôn mấy chị. Cái này hàng xả luôn mấy chị, 20.000 luôn nè. Form này là 40 cho đến cỡ 56, 57 kg mặt vừa nha, chốt đơn với Hoàng. Màu tím này, màu cam tây này, màu vàng. Màu tím, màu cam tây, màu vàng, chốt đơn này với Hoàng các chị ơi. Chốt khoác dù, chốt rồi em, chốt khoác dù rồi em. Rồi bây giờ này mấy chị này còn sóc sữa tắm dê mình còn không? Còn mấy chai chị xem. Bây giờ hàng sale cái gia dụng một xíu nữa rồi hàng xuống livestream mấy chị nha, tại chiều tối rồi hàng có công việc á. Sơ mi đen sau chị hả? Sơ mi đen 28.000 luôn. Sơ mi đen là hàng sale 28.000. Và chị nào mua gì mình tính sao nha. Sơ mi đen này là 28.000, cỡ tầm 57 kg mặt vừa sơ mi đen nha. Vàng kiểu 20 ok cho Nguyễn Thị Thanh Loan. Có vàng cho ok cho Phúc Trần luôn. Cái sữa tắm dê còn mấy chai hả? 5 chai hả? Sale cho mấy chị là sữa tắm dê 29.000, còn đúng 5 chai cuối cùng.
khách sĩ dặn rồi mà lâu thấy khách sĩ chuyển khoản quá là Hoàng không chốt đâu nè. Tại vì cái này mà đi nặng lắm. Rồi chị nào lấy chốt Hoàng là sữa tắm dê 29.000 nha. Màu tím hả? Màu tím là ok cho Ngọc Linh 20. Rồi chị nào lấy chốt đi với Hoàng nha. Đủ màu hả? À đủ màu ok chị Phúc Trần, cái này đủ màu nè. Phát dù màu trắng rồi Linh Nguyễn ơi, chị đọc hoài luôn á, em bị sao á. Rồi chị nào lấy với chị chốt đơn đi chú Hoài nha. Sữa tắm dê 29.000 một chai, 120 sale 29 đó mấy chị. 120 sale 29.000. Rồi chốt đơn đi chú Hoài là sữa tắm dê nha. Còn 5 chai cuối cùng. Cái này là còn 3 cái bình uống nước học sinh 35.000, Hoàng sale 20.000 luôn. Chị nào lấy chốt Hoàng là bình nước đi học nha, sale 20.000 luôn, còn 3 bình thôi. Rồi sữa rửa mặt nhân sâm còn 3 tiếp kìa. Trúc Ngọc Nhi ok, sữa tắm dê 3 tiếp sữa rửa mặt tinh chất từ nhân sâm, rửa xong rồi biết nó siêu mịn da luôn, mà hết mụn mà hết nám luôn, giảm nhờn luôn. Sữa tắm dê Hồng Duyên, Ngọc Linh, sơ mi đen Linh Nguyễn 28.000. Đây là sữa rửa mặt nhân sâm dép á, hồi em muốn lựa thì em gọi video cho nhân viên nó quay cho lựa ha, còn ít đôi chị lười like. Rồi chị nào lấy với chị chốt đơn đi với Hoàng là sữa rửa mặt nhân sâm 85, sale mấy chị 35. Mỗi thứ còn ít Hoàng xả nhanh rồi xuống like luôn. Cái này là bánh bông lan nha, Quảng Châu nha, ngon cực kỳ ngon luôn, của ông già nha. 25.000 hai cái bánh bông lan, trời ăn rồi đỉnh luôn. Cái này ngoài chợ mà nó bán lẻ 15.000 cái nhưng nó hàng nhái thôi. Còn cái này của mình là hàng Quảng Châu luôn, nói chung là hàng Đài Loan luôn chứ lộn, ngon ơi là ngon luôn. Hai chai sữa tắm chị Ngọc Linh. Rồi chị nào lấy mấy chị chốt Hoàng là bánh nha. Hai bánh 25.000, còn 6-7 cái gì đó em xem mấy chị luôn là xong. Còn hai chai dung dịch vệ sinh Hana này mà nó bị á hả, bơm đi bơm về á, còn hai chai đúng không? Em xem mấy chị 35.000 luôn. Bị bơm á, bị bơm đi bơm về á, nó cũng hơi bị mốt méo cái hộp á. Sữa tắm dê chị Nguyễn Thị Nhanh, hai tiết sữa rửa mặt. Rồi em còn nè, em xem mấy chị 35.000 luôn nha. Cái này là dung dịch nha, hàng này là 140 á, sale luôn. Sữa rửa mặt nhân sâm trúc sinh thiên thanh ok. Rồi chị nào lấy mấy chị chốt đơn lên giúp em cái nghe. Chị nào lấy chốt đơn lên giúp em. Chị nào lấy chốt đơn lên giúp em nha. Cái này là dung dịch vệ sinh nè, em sale mấy chị 35 luôn. Còn hai cái, ủa lộn, 32 chai. Khăn ướt em sale mấy chị 19.000 một bị nha. 19.000 một bị, chốt đơn lên giúp em nha. Con bé Linh Nguyễn này nó bị sao, chắc nó vô nó chơi mình hay sao, không hiểu nữa. Nó mua hàng mà mình đọc tên nó rồi mà nó cứ comment hoài, nó hỏi mình hoài, nó như nó làm phiền mình gì á. Đang livestream mà ai nói nó kiểu như nó bất lịch sự làm sao á. Mình đang nói mà nó cứ comment, thấy em chưa lấy cho em đi, này kia khác nậu chứ bộ gọi tên mấy chị không nghe hả? Trời có bị điếc không trời. Thằng tức lên rồi, thằng chửi luôn á. Rồi ok nè, cho Nguyễn Hiền nè, Nguyễn Hiền với chị Vân An nè. Trời ơi, đọc á hả, shop người ta livestream người ta chạy quảng cáo lấy đâu người ta gọi tên. Hoàng gọi tên như vậy đó mà mấy chị hỏi có chưa vậy. Mấy chị vô mấy cái shop mà người ta chạy quảng cáo đời nào người ta gọi tên. Đặt hàng thì để lại tên sản phẩm với lại số điện thoại đúng không? Chứ làm gì mà người ta gọi được tên, mà cái này gọi được tên rồi mà cũng không chịu nữa. Hỏi hoài. Trời ơi là trời, cái gì vậy trời? Này nay như mắt phong long á. Chị, ai biểu tao vừa nói thèm ngọt phát là con Dung nó đã nhận thấy bánh vô miệng là tao thấy nó mắt phong long phong lá rồi. Khăn ướt 19.000 thiệt chứ, chi lạ. Mình đòi mình chốt mình gọi tên đàng hoàng chứ mình có không gọi tên đâu. Mà thấy em chưa chị rồi chốt em chưa chị rồi lung tung xà bung hết. Người ta đang tư vấn khách mà hỏi lung tung hết. Bưa đời thì cái chứ. Khăn ướt mấy chị này em còn mười mấy bị nữa thôi, xe giá 19 nó hết rồi, nó về giá 25 á mấy chị. Chốt nha, chốt nha. Cái này là nước hoa vùng kính nè, em còn 6 chai nha, xem mấy chị là 25.000 một chai. Chị nào lấy mình nhanh tay lên chứ có hết luôn nè. Cái này nước hoa vùng kính là những ngày đèn đỏ hoặc là bình thường mấy chị nhỏ 2-3 giọt vào đáy quần chip á, mấy chị mặc vô vùng kính mình nó rất là sạch sẽ, thơm tho và khô thoáng luôn á. Chốt đơn đi với em nha. Nước hoa cho vùng kính, nước hoa cho cô bé. Rồi sale mấy chị yêu 25.000 luôn. Bông tẩy trang ngày hôm qua em sale 25.000 này, còn 2-3 bị thôi của khách không đủ đơn á. Rồi chị nào lái chốt em bông tẩy trang nha, hàng này giá thị trường 45 nha.
Chè giữ nhang nè, em xem mấy chị là 39.000, cũng còn mấy gói cúng thịt cùi thôi. Mua 39.000 mà về nấu được 15 chai luôn á, uống xỉu nha. Rồi ok, Trúc Nhi Nguyễn Khăn Ướt nè. Cái này là khẩu trang bé là em xả mấy chị là 28.000 một hộp luôn đi, 2 hộp 55. Chị nào lấy chốt em là 2 hộp 55. Cái này là có bé gái và bé trai. Bé trai thì nó màu xanh, bé gái thì mới màu hồng. Còn chị nào lấy 2 hộp bé gái thì comment cho em 2 hộp bé gái thì 55, mà một hộp thì 28.000 đi ha. Một hộp là 50 cái nha. Nước hoa vùng kính là su su. Còn khẩu trang người lớn thì 25.000 một hộp, màu xám với loại màu xanh, một hộp cũng 50 cái luôn. Lấy chốt đơn liền giúp em nha, em xả rồi. Cái này là em còn được chốt được cho hai chị nè. Cái này là viên giặt xả thơm quần áo, quay lộn, viên xả thơm quần áo và làm mềm cho quần áo nha, 48.000 ba hũ. Cái này là 29.000 một hũ mà sale 48.000 ba hũ. Chốt được hai chị thôi, chị nào lấy nhanh tay chốt liền giúp em. Rồi xong xuôi nha, còn gì nữa. Cà phê trộn còn 2-3 gói thôi, 45.000 một bị nữa, khí chốt em cà phê trộn. Rồi sữa rửa mặt bơ mình còn mấy tiếp kìa. Hết sữa mặt kia rồi mấy chị lấy sữa rửa mặt bơ đi. Sữa rửa mặt bơ em sale mấy chị luôn 65.000, giờ em sale mấy chị 35.000 một tiếp đi. Sữa rửa mặt bơ nha, chị nào mà da kiểu như bị nhờn, da nhiều vết thâm, da lỗ chân lông to, mấy chị xài giúp em là sữa rửa mặt bơ nha. Rồi em xem mấy chị 35 luôn. Trang Nguyễn là khẩu trang bé ok luôn. Chị nào lấy chốt em sữa rửa mặt bơ luôn. Em còn 1 kg mì ngũ sắc nè, 85.000, giờ em xem mấy chị là 75.000, chị nào lấy báo em. Rồi em còn 2 bị bún phở gạo lứt nè. Hàng này 45.000, giờ em xem mấy chị 35.000 một bị nửa ký luôn. Comment nhanh lên giúp em nha. Cái này là bộ dụng cụ cho bé đi học nè, 7 món nè. Rồi còn vài bộ em xem mấy chị 35.000 luôn. 7 món nha, là một hộp đựng viết nè. Rồi cái này là hai cái bút chì, một cái thước, một bộ màu, một cái gum, một cái mứt nha. Rồi viên xả là chị su su luôn. Trà bông heo em xem mấy chị 90.000 chốt đơn đi giúp em. Còn hot đi có mũ nào không em? Áo hot đi còn cái loại nào không em? Rồi cái này là một khủng vải nè, xem mấy chị 28.000 luôn. Của khách chốt mà không đủ đơn nè, 28.000 còn đúng một khủ duy nhất á. Sữa rửa mặt bơ hồng duyên cho su su, rồi chốt đơn đi giúp em mấy chị yêu ơi. Vải 28.000 hũ mà còn đúng một khủ thôi, còn đâu đúng một khủ. Đầm hoa 25.000, phô cỡ 60kg mặt vừa, chốt đơn đi giúp em. Rồi cái này là thạch dai dai còn mấy bị này, sale 25.000, quá đẹp luôn. Vải 28 ok chị Thiên Thanh. Cái này là quá ngon luôn, chốt đơn đi giúp em nha. Còn 4 gói cuối cùng, thạch dai dai 35.000 một bị, sale 25.000 luôn. Thạch dai dai nha, ai cũng thích ăn nha. Rồi cherry Việt Quốc thì còn mấy bị sale mấy chị. Cái đồ vợt mũi này hàng của Xuân Hao giúp em mấy chị này, nó in luôn cái chữ Xuân Hao trên đây luôn nha. Hũ vải là bị hết rồi, tại còn được có hũ à. Cái này là vợt mũi Xuân Hao 150, giờ xem mấy chị 80.000 thôi, 80.000 luôn. 150 xem mấy chị 80.000, mấy chị coi này, nó in chữ Xuân Hao ở trên luôn cái này luôn nè nha. Chốt đơn này giúp Hoàng là vợt mũi 80k. Đầm hoa 25 ok cho Nguyễn Hiền nè, đầm hoa đó đây. Cái này em để ra cho chị một cái vợt mũi đây nha chị, một cái vợt mũi nó bị hư rồi. Rồi chị nào lấy mấy chị chốt lên giúp Hoàng nha. Vợt mũi 80.000 luôn, bị hư rồi phải lấy khác, mũi trắng thí mẹ mùa nội luôn. Cherry và Việt Quốc nha. Rồi dạ không mấy chị, 35.000, 35.000 bị, còn mỗi thứ hai bị thôi. Cherry Việt Quốc, cái trái cherry của chị đâu thả cho chị đó. Cherry Việt Quốc nha, 35.000 một bị. Một bị trong đó nó gồm có rất là nhiều cái túi nhỏ như vậy nè. Mà trong những cái túi nhỏ này sau nó sẽ có trái này. Nạ nhau hơi cừu á, em còn được 2-3 set á. Mười nạ 35.000. Có đầm này chị chốt cho ai rồi sao? Cái này chị lấy được. Đầm hoa nữa ok cho Nguyễn Hiền nè. Đầm hoa cho Nguyễn Tâm Tâm. Nạ nhau thay cửa 35.000 mấy chị nha. Cherry 35 hai túi hả? Lấy cherry không hả? Hay lấy Việt Quốc? Việt Quốc nó ngon hơn cherry luôn. Cherry Việt Quốc cũng ngon đều hết, ăn thử biết.
Nạ cừu 35.000 10 gói. Cái khăn tắm Hàn Quốc nè, 3 khăn 99.000. Mở số phòng ít em xả nhanh để em xuống live stream. 3 khăn 99 nha. Khăn to chốt được cho hai chị nữa chứ mấy hết rồi đúng không? Chị nào lấy chốt đơn với em nha. 3 khăn 99.000. Kéo Nhật 35.000. Kéo Nhật 35 nha. Kéo Nhật 35. Áo hồng 35.000 mấy chị. Áo hồng hết đi 35. Hồng 35 chốt đơn này giúp em. Còn có hết đi là có nón không? Mấy chị hỏi á, một cherry ok, còn mấy lấy hết chị luôn luôn cho em. Ý là nạ nhau thay cừu hình như em còn 40-50 gói rồi đó. Của mấy khách xả ra đó, chị lấy hết thì báo em. 50 miếng là cùng. Rồi chị nào lấy chốt lên giúp em là hồng này 35.000, áo hết đi màu hồng á có nón này 35. Hồng hết đi 35, trắng chữ 35. Em xả hết luôn nha. Rồi xám 35 luôn. Hết đi mà có nón này 35.000 đó. Tới 70kg mặc vừa lấy báo em. Chị đâu lấy cái gì báo em nha. Xám nhũ này 35.000 nè. Xám nhũ nè. Ủa cái này đâu phải màu xám. Hồng 35 một cây chị sa trần nè. Hồng 35. À cái này là xanh đậm 35. Xanh đậm 35.000 mấy chị này. Xanh nha. Xanh đậm 35 và xám nhũ 35.000. 5 set cũng lấy hết nha. Dạ độ ok chị Thí Lan lên. Rồi chị nào lấy mấy chị chốt lên giúp Hoàng là xám nhũ 35. Còn nước giặt gì ta? Nước giặt Paris bằng sale 119.000 2 can. Chốt được cho hai chị thôi. Nước giặt Paris là nước giặt nói chung là mùi thơm hương nước hoa của Pháp, siêu siêu thơm. Thơm kinh khủng luôn. Ăn xong ở trong còn cái hộp này. Còn hai bị giấy, hai bị thành ok Thanh Loan. Nước giặt Paris nha mấy chị, giặt một lần để cảm nhận. Nó thơm ơi là thơm luôn, xong cái canh nó nặng dữ rồi. Chứ đâu phải nhẹ đâu đúng không? Bằng cái can kia mà nó thiết kế mình cảm giác nó nhẹ, mình cầm lại nghe mặn ì vậy. Rồi nha, mà nó thơm kinh luôn ha. Đây là nước giặt nha. Cái này là nước giặt Paris, thương hiệu nước hoa nha mấy chị nha. Cả 120.000 một can đó. Xem mấy chị là 119.000, có chung là giờ mua một can tặng một can luôn, khoảng 120.000 đó. Rồi chốt đơn ha, chốt được cả hai chị thôi nha. Ưu tiên khách cũ nha, chứ khách lạ mà không có chốt đâu, nó nặng lắm á. Nặng vậy có ship cao không em? Em vẫn lấy ship 30.000 á mấy chị. Cho nên là em chỉ bán cho khách quen thôi, chứ khách lạ em không có bán. Khách lạ em bán là lỡ người ta bơm á, nó lỗ thêm á. Còn khách quen thì không có ai bơm hết, từ đó giờ em bán nước giặt đâu bị bơm. Em bán là em bán cho khách quen của shop không à. Với lại em bán cho khách sĩ rồi không à. Nước giặt mà bơm đi bơm về nó chảy ướt tài le hộp me hết. Mà nó lỗ tiền ship chết luôn mấy chị. Cái nước là điên luôn á. Khăn lông dày chị, khăn lông Hàn Quốc rất là ok luôn. Khỏi chê đi, mấy chị chưa biết mấy chị hỏi vậy thôi chứ. Em bán cả hàng ngàn cái khăn rồi. Mấy chị thấy Lê vợ Lê Dương Bảo Lâm bán không? Cái khăn lông cừu Hàn Quốc nó nhiều người bán mà. Nhà em cũng đang xài luôn. Cái này là cơm cháy khô gà mấy chị nè. 48.000 hộp, cái hộp của Mỹ hả? 48.000 một hũ nửa ký chị. Cái này là vừa cơm cháy vừa khô gà luôn. Nước giặt ba ly. Ok cho chị Nguyễn Thế. 119.000 hai can. Sữa tấn dê chị Nguyễn Hồng. Nhộm nâu hết rồi cô Loan. Với lại mình rót cái chai xịt phòng á, 25.000 luôn cho mấy chị đi. Cơm cháy khô gà 48.000 hũ nửa ký. Xịt phòng mấy chị nè, 25.000 một chai xịt phòng. Siêu thơm luôn, thơm y chang nước hoa luôn. Cái đó để rồi chị lại cầm nó câu lạc bộ. Bữa chị câu lạc bộ bị chị mua, chị xuống chợ chị mua 30 mấy ngàn chai. Nghĩa hả? 5 chai đủ không? Chị đem cái câu lạc bộ 5 chai. Xe với chị là 3. Cái này á hả? Rồi xe với chị 29.000 chai chai đi. 45 nè, em xem mấy chị 29.000 luôn nha. 45 em xem mấy chị 29 nước rửa tay. Siêu thơm luôn.
ok cho Nguyễn Tâm Tâm một xịt phòng. Cái này là nước rửa tay 29.000, 45 sale 29. Hết luôn. Áo sơ mi này là 28.000 một áo sơ mi. Nữ nha, áo này ông nữ nha, 65kg mặc vừa. Sơ mi nữ 28.000. Rồi giờ xuống live stream nha mấy chị nha. Xuống live stream luôn. Áo kiểu đẹp quá tự nhau rồi chúng ta. Rồi mấy chị còn mua gì mấy chị nói nhân viên giúp em. Rồi một cái áo đẹp ơi là đẹp, đẹp ơi là đẹp luôn. Áo kiểu này 35.000 mấy chị nè. Kiểu 35 chốt đơn nha. Kiểu 35 chốt đơn. Rồi cái áo rất xịn luôn. Hai chai rửa tay chị Thiên Thanh. Kiểu 35.000, cỡ 57kg mặt vừa. Cái hàng nặng trịch đẹp như thiên thần. Đẹp ơi là đẹp. Kiểu 35 chai. Cái áo kiểu đó 35.000. Xuống live stream nha mấy chị. Em xuống live stream đây. Một cái bộ này 60-62kg mặt được em xem mấy chị. 45-45 luôn. 45.000 bộ hoa 45. 60kg trở lại mặt vừa. Bộ hoa này 45.000 mấy chị nè. Bộ hoa lụa này 45. Rồi nha. Giờ em xuống live stream nha mấy chị nha. Đi đuối quá. Em xuống live đây. Rồi mấy chị. Ê còn 2 tiếp sữa nữa mặc nhau thay cừu này. Em xả luôn 35 luôn. Sữa rửa mặt nhau thai cừu nha. Chị nào lúc nãy mua nhân sâm không được thì mua nhau thai cừu cũng được. Kết hợp với lại cái đắp mặt nạ. Đắp mặt nạ nhau thai cừu. Rồi một combo xịn sò luôn. 35 chốt đơn đi giúp em mấy chị. Rồi thôi em xuống live stream mấy chị nha. Em buồn ngủ quá em đi ngủ đây. Sao em live tiếp.